Eso tiene ahorita. Thì có rồi. ok. Bây giờ giả sử mình cứ để như này đi. TN một cái để nó đổi mấy cái linh kiện còn lại. Anh bấm TN đi. TN tun xong rồi co nốt on. T T N rồi. Yes. Cái này cái gì? Yes đi. Nó thay đổi 8 cái linh kiện. Những cái linh kiện mà chưa đặt tên ấy là nó sẽ thay đổi luôn, cập nhật luôn. Thay đổi luôn. Thế bây giờ ở đây nhé, anh có cái đường dây thì không nối đúng không? Có cái nét không nối bên này của anh em mình nối hết rồi. Nhưng bây giờ giả sử mình cứ tạo ra một cái đường nào đó mà không nối đi. D9 à, có một cái nữa là ví dụ D9 này giữ shift trong kéo này là nó cũng tự tăng nhé. Copy nhưng cũng tự tăng. Thế bây giờ mình muốn kiểm tra cái này thì làm nào? Vẫn là giữ shift đưa lên giá tự tăng đúng rồi. Đấy. Hai vậy. Thì mình muốn kiểm tra này, mình chuột phải vào cái file này này. Xong compile document vào cái bộ JSON ấy. Vào cái bộ JSON này cho tiện. Cái bộ JSON. Đấy, đúng rồi, chuột phải vào cái file ấy. Xong compile document. Đúng rồi. Hoặc là mình cũng có một cái compile là mục tiêu làm gì? Compile là mình biên dịch cái này. Anh cứ bấm biên dịch xem có lỗi gì không. Thì bây giờ mình sang cái phần system nhé. Xong message. Bây giờ mình mới cần đến cái này. Cái thông báo message. Sau khi compile đấy, biên dịch chương trình. Sau khi biên dịch chương trình rồi. Đúng rồi. Xem cái message của nó là cái gì. Thì xem message xem nó có bị lỗi gì không. Đấy nhá. Tất cả các warning này phải xử lý bằng hết. Không, anh không kéo thế mà anh kéo thả vào đây. Anh kéo cho anh thả vào đây. Đúng rồi. Bây giờ đây này, tất cả những cái floating net này, unconnect này là phải nối cho bằng hết. Nếu không thì là, mặc dù nó là warning, kích đút vào đấy nó sẽ ra cái chỗ đây. Mình thấy này có những cái đấy. Off-grid thì không sao, off-grid thì không sao. Có một cái unconnect line này. Unconnect line. Đấy. Thì mình xem nó có phải lỗi không. Ví dụ ở đây nhé, ở đây như này cho tạo nhiều lỗi này. Không, cái đường này thì được rồi. Cái đường này bớt của anh bớt để không, bớt không nối, nhưng mà thực ra như thế là đúng rồi. Thì cái này cứ kệ nó nhé. Nếu cái nào đường nào sáng chính là cái lỗi đấy à? Đúng rồi, đường nào sáng chính là cái mà nó đang báo. Chưa chắc là phải lỗi, nhưng mà cái là đang báo. Cái nào mình cho nó cụt đường cái gì được cái gì? Đúng rồi. Đây, giữ ship này, tạo ra một cái khác đi. Cái đường này nó có tên thật nhé, nhưng chưa nối. Đấy, xong bây giờ anh đi vào bộ giấy xong form line biên dịch lại, bây giờ nó mới sinh ra một cái thằng floating. Phải nhìn thấy, nhìn thằng floating net label. Đấy, thì thằng này này nó đang không nối đâu, ở ngoài không nối đâu. Như thế đúng hay sai phải do mình quyết định. Chứ okay, không phải nó. Của em là có hai nhãn trên, nó có hai cái dòng floating. Đấy. Còn unconnect nó có mấy cái unconnect. Cứ 5 6 7 đều có việc hết. Đấy, thì nó bảo mình như thế thì có đúng hay không? Đấy. Ok. Cái nào cái đường này là nó báo lỗi. Cái đường này nó báo là không nối, bớt không nối đi đâu cả. Nhưng mà thực ra mình nối như này để mình nhìn thôi mà. Bản chất thằng này với thằng này đã nối với nhau rồi. Dạ. Nhưng mà mình thêm này để mình nhìn, cho nên đây mình thôi không coi là lỗi nữa. Dạ. Bỏ qua cái này. Dạ. Đấy. Bây giờ anh copy một thằng nhãn đây này, vứt ra ngoài. Để ra ngoài. Vài thằng đi. Đấy, rồi, được rồi. Anh biên dịch lại. Thì thấy là ví dụ bình thường cái này mình phải lối đi đâu đấy, đúng không? Nhưng mà đây trong trường hợp này nó không lối thì nó nhìn chữ floating. Đấy. Thì mình sẽ nhìn thấy cái đấy là à, như vậy cái này là lỗi rồi. Đấy. Thì cái này là lối đi phải lối đi đâu chứ. Ý là như vậy. Rồi. Như vậy mình xử lý cái này không đúng à? Xóa nó đi. Hoặc là cái này nó phải lối vào đây cơ. Ý là như vậy. Và giả sử như thế. Thì bây giờ là nó phải hết cái lỗi đấy thì mới được. Đấy, thì coi như hết rồi. Mấy cái này mình kiểm tra đã check lần lượt rồi. Như vậy bây giờ chính thức cái này là xong. Không. Bây giờ sang phía bên PCB.
VCB thì mình zoom lên zoom xuống thì nó có một cái mảng này như này thôi, nhưng thôi kệ nó, cái đấy tính sau. Bây giờ từ bên này, đứng bên này, đứng bên này, đứng ở bên sơ đồ nguyên lý. Anh clear, tức là mình bấm sang cái sơ đồ nguyên lý đây này. Yeah. Anh lưu lại đi, lưu lại đây. Save vào đi đã. Rồi, xong anh vào design. Update PCB document. Đấy. Xong ở đây nó sẽ hiện lên tất cả những cái linh kiện và tên được cập nhật. Thế mình cẩn thận ấy, thì mình validate trên để kiểm tra xem là có sự thay đổi được không. Đấy, để kiểm tra đấy. Nếu tất cả đều màu xanh có nghĩa là nó sẽ thay đổi hết. Đây gọi có hai cái màu đỏ. Không có food green. Đúng không? Không có full green, không có full green, full green nó sẽ không chạy được đâu. Như vậy chưa chạy vội, quay lại, quay lại, đấy, quay lại. Xong bây giờ vào tool, full green manager, full green manager, đấy. Bây giờ anh sẽ bấm vào hai cái thằng lẫy làm thêm là cái F73 này. Đấy, chưa có validate full green not found. Đấy. Thằng này là thằng 28 chân, cho nên mình sẽ edit nó, edit nó. Chưa hiểu cái foot này là foot là chân không? Chân, 28 chân thẳng. 28 chân thì mình mua linh kiện gì thì mình chọn cái đấy. Cái đấy thì mình cứ chọn 28 chân là được. Chân là 28 chân. Cái này anh chọn deep 28 xem nào. Deep. Đấy. Thứ 78 to to đấy. Rồi, đấy. Đó đi, ok. 80 là thiếu bằng con cái nét nhỏ ra. Rồi, tư thống kê có còn cái nào thiếu không? Rồi, cứ giao cảm cho anh đi ra nhé. Cái vừa vừa làm sao biết là cái này nó đang bị lỗi như này? Lỗi bởi vì mình xem ở đây này. Đây bây giờ tại sao biết thì mình phải xem ở bên này. Tức là khi mà cập nhật ấy, đi ra update ấy, xong mình validate ấy, thì nó có hai cái ở đây này của anh này, nó lỗi đúng không? Rồi. Lỗi thì anh nhìn cái này nó U1 U2 ấy. Những U1 U2 này này. Đâu cái đấy vào cái gì? Vào project. Project. À, design xong update. Design. Update PCB. Đấy, bây giờ anh validate đi. Đấy, chỗ có gì validate mà xem. Đấy, anh nhìn thấy hai cái này. Đây có U1, U2. Đúng rồi. Và mình put green not found. Đấy, đấy là lỗi. Cho nên là mình mới xem lại. Xong đây, xong vào tool. Tool. Put green manager. Put green manager. Xong anh tìm cái U1, U2. Đấy. Thế hai, anh boolean luôn cả hai cái này. Ship control rồi, bấm vào edit. Đấy, rồi bây giờ anh vào Brow, ví dụ gõ đây chữ deep, bấm vào deep, deep rồi. Bây giờ anh cho thằng này rộng ra, anh xem là cái này bây giờ xem là linh kiện của anh có là loại gì. Deep 4, 16, 28, ví dụ đây là đây 28 nhỉ. Như đây anh bấm. Tức là đây. Mình vừa chọn nhưng mà nó không có cái đúng chân rồi, này. Không à? Có chân đấy. Thì bây giờ xem là anh mua loại chân gì đây, ví dụ như này nhá. Ví dụ chân này chẳng hạn. Thằng này có chân hai hàng gọi là deep chẳng hạn. Rồi. Thì thằng này là thằng 14 chân. Rồi. Đấy thì mình phải chọn deep 14. Thế mình nhìn trong này 14 xem là cắm hay dán. Đấy, thì bây giờ anh bấm vào đây thì anh sẽ nhìn kết quả bên này, thì mình nhìn bằng mắt đó. Đấy. Thì deep 28 nhỉ? Đây giờ sẽ deep 28 thôi. Đấy, ví dụ thế. Thì nếu mà anh chân dán này thì anh shop 28, ví dụ thế. Thì tùy to bé như nào thì đấy là do anh thiết kế linh kiện. Đấy. Còn ở đây em không dùng hàng dán mấy thì em chỉ dùng hàng cắm thôi. Thì nó chỉ có deep thôi, chứ em chưa làm phụ kiện shop. Không có. Không có. Bởi vì cái này là không có. Đấy, như vậy anh có thể chọn ở đây, chọn thư viện khác đi, vào cái danh sách thư viện này, chọn cái TACT5. Đấy, xong thử xem TACT16, TACT8, TACT8.
SO16 ví dụ thế, nhưng cái cơ của mình 28 chân cơ, cho xuống ví dụ thế, đây ví dụ đấy 28, ví dụ có phải chân kiểu này hay không thì đấy là tùy, ví dụ xuống xuống nữa, cái này phải là short thôi, đây ví dụ này, đấy thì đây là hàng chân dán này ạ. Đấy, tùy đấy, ví dụ anh cứ chọn cái đấy, ok. Nhưng mà cái chân dán này là đây là chân IC phần nhôm trắng. Đúng rồi. Bên này phần bằng in nó đúng sẽ rồi. Tưởng nó gắn thì mình luôn cái đấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Đấy. Nó xong rồi. Ok tiếp. Xong rồi đấy, đấy offset trang. Đấy, offset trên xong rồi. XQ trên. XQ trên. Rồi close. Đấy, rồi. Xong rồi lưu lại. Save rồi. Xong rồi của mình không cần nữa đâu. Anh vào đi ra. Update cho. Check lại một lần nữa, chắc chắn là không có lỗi nữa. Đó, rồi, có nghĩa là tất cả những cái nào là lỗi là phải sửa bằng hết thôi. Đấy. Update. Nhưng mà cái đấy là phải xem là nó là lỗi gì. Đúng rồi. Thì muốn sửa thì phải mình phải xem nó là lỗi gì. Rồi, execute. Bây giờ cái lượt thứ hai này. Nhà là nó kiểm tra có được không, mình bấm vào sao on euros thì là nó chỉ hiện lên lỗi thôi. Đâu? Đấy. Bên phải. Đấy. Đấy thì bây giờ không có lỗi gì. Thế nào ok. Rồi. Bấm như mấy vậy, bấm mấy giờ cắt. Chờ lâu. Rồi anh cập nhật đi. Sao? Anh cập nhật chưa? Tôi cập nhật rồi. Visa update. Xong rồi, EJQ chưa? Chưa. Chưa. Bây giờ chạy cái này như được. Rồi, ok, phải đâu. Thì bây giờ này như này này. Ở đây nó có một cái vị trí để nó sắp xếp cái linh kiện ở trong cái vùng này. Yeah. Nhưng thường thì em không dùng đâu. Bỏ. Em hay bấm vào đây này. Bấm đây. Bây giờ dê cái này đi thì tất cả linh kiện của nó sẽ đi theo. Nếu như mình không xử lý ngay từ đầu, mình sắp xếp xong linh kiện rồi, sắp xếp được dở một nửa rồi, thì mình cứ di như này nó sẽ đi theo. Đấy, thì nó rất là dở. Cho nên thường thì em hủy nó đi. Mình cần bấm vào cái màng ấy, xóa nó đi. Đi. Thường thì em làm như thế. Và từ lần sau mình sẽ bỏ cho mình hơn, không cần nữa. Xóa cái khung nó đi. Đúng rồi. Xong có một cái thứ hai nữa. Là như trường hợp này là lỗi này. Lỗi, đúng rồi. Thì mình có thể tạm thì thời thêm làm sao nữa, bị chồng với nhau, linh kiện chồng với nhau là nó sẽ báo lỗi. Ừ. Đấy, thì giữa đây này của anh này các cái tròn này là lỗi này, thế bây giờ mình bỏ cái lỗi đi vào tool. Thứ 7 à? Vâng. Tool sáng thứ 7 tool có reset euro. Bây giờ các cái tròn làm đây phần thì dây nó báo màu đỏ này. Báo màu đỏ lỗi à? Có thể màu lọ màu kia nhưng lỗi, còn màu đỏ đấy vâng, của anh học, làm chân không phải làm vâng được cái đấy là chân, màu tốt vâng. Hay vâng. Okay. Anh kéo hai thằng này chồng vào nhau mà sao anh kéo hai thằng này chồng vào nhau, đây mới là lỗi này, màu xanh này mới là lỗi này. Ừ. Màu xanh là bị gần nhau quá chồng nhau. Thì bây giờ anh bỏ đi bằng cách là bấm vào tool này, reset euro mark tool reset euro mark đấy, tức là bỏ tất cả những cái đánh dấu lỗi đi, nhưng cái này chỉ là được tạm thời thôi. Anh bấm vào tool này. Đây này, tất cả lỗi vừa rồi nó mất hết. Lúc đấy là lỗi. Thế nhưng mà đấy chỉ được bỏ tạm thời thôi. Nhưng còn thì thực ra em thiết kế, tức là khi mà mình đã đủ tầng rồi mà, thì mình biết cái nào lỗi, cái nào không. Ừ. Đấy, có rất nhiều cái em phải xếp xuống dưới IC chứ không phải là đấy là lỗi chồng nhau, mà mình chủ định của mình như thế, thì mình bỏ nó đi vào DXP trong vào preference. Và đấy, cái là mình tức mình cố tình bỏ nó cái kiểm tra lỗi, hai thằng này nó chồng với nhau thì nó hiểu là lỗi đúng không? Nhưng mà nhiều khi mình cố tình như thế, cố tình mình hiểu thì mình vào đây mình để mình bỏ đi vào reference, tí thích thì mình kiểm tra sau, xong anh vào PCB editor PCB vào PCB editor vào general. General. Okay. Anh bỏ dấu tích ở online DRC. Online DRC. Đấy bỏ kiểm tra lỗi thường xuyên để làm, nó sẽ làm cho máy của anh chậm đi. Đấy, thì bỏ nó đi. Ok. Enter. Thế bây giờ tạm thời như thế nhé. Bây giờ một như thế này, thứ hai là như này.
trong quá trình thiết kế mạch ấy, như cái mạch này chẳng hạn ấy, lúc nào mình cũng muốn mạch nó ở vị trí giữa màn hình. Tức lúc nào mình thế, kể cả zoom bé thì mình cũng muốn ở giữa màn hình, đúng không? Chứ không phải là zoom bé nó góc óc tí này. Thế cho nên mình phải xử lý ngay từ bây giờ, về sau xử lý cũng được nhưng mà thôi xử lý luôn. Cái Ctrl A pháp ngay lần này là xử lý cho giữa màn hình, Ctrl A zoom nhỏ cho đến mức mà mình gọi là mong muốn đi. Nhỏ lại, anh zoom nó nhỏ lại, anh zoom nhỏ lại đi em. Nhỏ thế, đấy. Bình thường mình zoom lên là bé nhất rồi. Ctrl A xong bấm vào linh kiện, kéo nó lên giữa màn hình. Bấm vào linh kiện chứ không phải ô đen à? Linh kiện, kéo lên giữa màn hình. Linh kiện giữa màn hình. Rồi, bây giờ lại zoom to lên mình làm bình thường. Bây giờ nó mất cái ổ góc dưới rồi đấy. Mình kéo lên mà. Anh cứ bấm ra ngoài, bấm ra ngoài, đấy, mất. Tức nó chuyển lên. Được chưa? Thế bây giờ vấn đề sắp xếp linh kiện ở đây thì mọi người thường sắp xếp là cứ gặp cái này nó gấp sang, gặp này gấp sang, đúng không? Nên làm như thế, em nói thật với anh là để thiết kế được một cái này là mất rất nhiều thời gian. Nguyên không sắp xếp linh kiện, và cái này là cái hay nhất trong Antium mà chưa bất kỳ một thằng vẽ mạch nào có. Đấy, thì bây giờ nó làm như này. Thu nhỏ tất cả cái không cần thiết lại, bây giờ mình chỉ cần có mỗi cái màn hình chính thôi. Rồi. Tắt hết đi cũng được. Đấy. Ok. Đấy, bây giờ vào cái này. Để hai cửa sổ mình cần nhé. Xong vào Windows. Type Vertical. Windows. Rồi. Menu. Windows. Type Vertical. Đấy. Rồi. Type Vertical. Rồi. Bây giờ nó sẽ hiện ra hai cái cửa sổ. Hai bên. Một bên là nguyên lý, của một bên là máy in. Thế bây giờ như này. Đứng bên nguyên lý đi. Đứng bên nguyên lý nhé. Xong mình chọn vào cái tool này. Mình bấm chọn cái crop select mode. Tool cho vào cái nguyên lý này. Rồi, tool. Crop select mode đã được chọn. Mặc định của nó là được chọn mặc định crop select rồi. Mode. Okay. Thế được rồi. Nhưng anh mà bấm vào thì nó lại không chọn được. Vẫn chọn đấy chứ. Đâu? Bây giờ đây có chọn đâu. Bây giờ đấy, phải bấm đấy. Đấy, chọn. Thế mặc định đã chọn rồi. Thế là được rồi. Rồi. Thế bây giờ như này. Cái khu vực này của mình là cái khu vực mà cần sắp xếp riêng này. Đúng không? Đúng rồi. Cái khu vực này cần sắp xếp riêng này. Anh bôi đen cái khu vực đấy. Bôi đen cái khu nguồn trước đúng không? Anh cần ví dụ em chỉ thích bôi thế này thôi. Thích cái gì thì bôi cái đấy. Okay. Em chỉ thích mỗi cái này thôi. Còn anh thích thì anh bôi cả. Thích cả. Được chưa? Sang bên này bấm một phát thôi nhá. Bấm một phát thôi. Phát chuột trái thôi. Xong bấm chuột phải và lăn chuột rồi zoom cho phù hợp nhé. Chỗ cái màn hình đen này. Bấm một phát màn hình đen. Đúng rồi. Bấm T, O, L. T, O, L. Xong bấm T, O, O, L cao. L cao. Rồi. Quét một cái vùng mà mình muốn đặt linh kiện. Một đấy, mình muốn đặt linh kiện nhỏ thôi, chứ cái vùng nào đấy thôi. Okay. Đấy, anh thích thì anh có thể quét lại. Ví dụ thích đặt vùng này, anh quét vùng này. Thích đặt lại vùng này, quét vùng này. Bao giờ thấy ưng ý cái chỗ ấy rồi thì mình chuột phải nó phát. Được chưa? Okay. Rồi, sang cái vùng thứ hai, làm cái thứ hai đi. Của em lấy 4 cái tụ. Sang bên này, T, O, L. Để 4 cái tụ là cái thứ hai. Chủ yếu là chọn linh kiện bên này thôi đúng không? Đúng rồi. Anh chọn linh kiện mà nhầm thì nó sẽ kéo nhầm. Xong bên này rồi một cái TOL. Rồi. Đặt một cái vùng nào đó. Cứ đặt tạm đi. Anh phải quét một cái vùng thì nó mới không nhảy lung tung. Đấy. Đúng rồi. Cái thứ 3, 7805. Sang đây TOL. Được chưa? Cái thứ 4 là mấy con tụ còn lại. Đi cho thằng này đi. Cho thằng này đi. T, O, L. Đấy. Anh bấm ra ngoài mà phát xong anh quét. Anh nên quét. Bấm một phát xong anh quét đi. Thế. Chứ không nên giữ chuột. Nó không nhảy. Hả? Nó không nhảy nhỉ? Nhảy gì ạ? Đấy nhá, TOL rồi nhá. Hết rồi, hết chọn. Được. Rồi. Anh có chọn đang đâu? Chọn này. Anh có chọn đâu? Chọn này. Anh chưa chọn.
đây từ từ anh đừng bấm, anh đừng bấm, ôi thôi anh mới chọn. Thế là từ từ em bảo, em bảo đây là chọn đúng không, màu xanh này mới chọn, màu xanh kia là anh chỉ chọn cái chữ thôi. Ô anh bôi rộng ra, anh cho rộng ra nè, mỗi vùng khác nhau tí mình sắp lại mà, đừng cho dít vào nhau như thế, cho đấy đây cho mỗi một cái một vùng đi để mình biết là cái vùng nào là cái gì đấy, nó phân thân theo nhóm. Đấy, ví dụ nhóm đấy, anh sang bên này, teo là các... Không cần phải san mép đâu. Đấy, đúng rồi, sang bên kia, teo là các... Rộng ra, thế. Thế, tí nữa mình biết là cái vùng 1 thì là đấy. Đấy. Tức là với cái này là mình hoàn toàn làm một cái điều đó đúng không? Đúng rồi. Tức là chỉ chọn con linh kiện đặt. Thế bây giờ nếu mà anh không làm như thế thì làm sao anh biết con tụ này của nhóm nguồn? Đúng không? Cái tụ này có thể của nguồn vào, có thể của nguồn ra, có thể tụ xử lý nhiễu, cũng có thể là tụ gì đó chứ. Thì anh phải đặt con này, tại sao anh đặt con này gần đây? Nó phải có lý do, nhưng phải đặt lung tung được. Cái con này phải đặt trước con này đặt đến con này là lý do tại sao. Con này là kiểu gì cũng phải đặt sát con nguồn. Đúng này. Rồi. Phải đặt như thế thì hiệu quả nó mới tăng lên được, mà thậm chí kể cả về kích thước của bản mạch, độ nhiễu của cái khu vực này mình phải sắp xếp theo. Khi anh đặt sát nhất có thể thì có nghĩa là nhiễu nó giảm thiểu nhất có thể. Vì khi mà anh là người làm với nhúng nhá, thì anh biết là những linh kiện lập trình đường bao giờ cũng phải có tụ khử nhiễu, mà tụ khử nhiễu đấy phải đặt đúng chỗ thì nó mới có tác dụng, đặt chỗ khác là không có tác dụng gì. Như vậy thì mình phải làm như thế này thì mình mới biết được cái nào vào đâu, chứ không thì chị. Nhưng bây giờ tụ này một đống tụ này, em lúc nãy em chọn cố tình cho nhiều tụ như thế để phân biệt là cái nhóm này này là vào cái chỗ nào, nhóm kia là vào cái gì. Đấy, mình phân biệt rõ ràng rồi đấy. Như tại sao đấy, Thạch Anh nhé, Thạch Anh không thể để lung tung được, Thạch Anh để càng gần nơi lập trình càng tốt. Ví dụ là linh kiện lập trình đây, Thạch Anh để sát đây, ví dụ thiết kế như này là ok này, lập trình bên này, Thạch Anh ngay đây, càng gần càng tốt, nếu không thì phải nhiễu. Mấy cái thằng này có cao tần, nên là nhiễu cao tần vào, nên là hoạt động nó không ổn định. Đấy, thì những cái đấy là những cái vô cùng quan trọng trong thiết kế mạch số. Cho nên là mình làm cái này là mình khoanh vùng hết, không có vấn đề gì cả, mà nó thành quy luật rồi. Tôi không quan tâm đến cái việc đấy nữa, quy luật. Thì khi thiết kế nhé, ví dụ như tụ chống nhiễu cho cái này anh để ngay đây chẳng hạn, anh để sát đây, thì đến lúc anh bôi một phát này anh lấy, có nghĩa là lấy cái cù này lấy cả tụ luôn. Đấy. Thế là còn mỗi hai thằng này thôi, hai ông cù này thì vết kiểu gì mà chả được. Là bôi trên cái mạch này chứ đúng không? Đúng rồi, bôi trên cái mạch nguyên lý. Thế bây giờ là đấy, cái khâu này là cái khâu mà trên cái này nó cả... dính vào thằng này đấy, chả sao cả, thằng đấy có phải linh kiện đâu, thằng đấy là mát mà, thằng đấy là dây nối, dây nối mà. Đúng rồi. Đấy, xong. Thì bây giờ mình đến lượt mình sắp xếp linh kiện, thì cái sắp xếp linh kiện này bắt buộc phải làm tay. Nếu anh đặt tự động thì nó sẽ bị loạn lên ngay. Ngày xưa là vừa tập 99 đặt tự động mãi rồi. Chạy tự động được chứ. Mẹ tôi đau đầu về đó, dùng tay hết. Tay hết. Vẫn chạy cả. Thiết kế ngày xưa khổ lắm. Thế bây giờ ví dụ như này. Hai cái con này là mình hai cái con này là mình làm để gọi là nhiễu mà. Gây nhiễu mà. Đấy cho nên là anh để xa nó ra như thế này, này tí mình sẽ chạy mấy cái này, nó có một cái cách chạy riêng đây, cho bớt tác cho kiểu như nào đây, bấm một con cho phim đúng không đấy, thì ví dụ là mình anh cứ đặt thế nào đấy cho nó tí nữa, cho nó là mình chạy bớt mà, mình sẽ chạy từ vùng này sang vùng kia mà, được chưa? Thế còn cái nguồn này thì mình đấy sắp xếp thủ thế. Thế bây giờ lại cho cái màn hình này rộng ra, để anh để vào giữa đây này, đấy rộng như này được rồi. Đây anh bấm cái này kéo rộng ra đây, quay đi. Đó, khó hơn lại xoắn cơ.
không sao, không sao, kể nó. Người xoắn này kìa. Rồi, kể nó, kể nó. Xem nó ra răng. Phải đặt, tí nữa phải đặt rộng đủ chỗ để cho... Cho nó xoắn. Rồi, cho nó chặt. Cho nó nào. Đúng rồi. Rồi. Rồi, ok. Bây giờ đến lượt cái này. Bây giờ đầu tiên là mình sắp xếp là tạm thời là mình cứ sắp xếp sao cho gọn nhất thôi. Nhưng mà anh đặt mấy cái này khu cái tách hai cái này ra để mình sắp xếp nguồn đó. Đấy, sắp xếp nguồn đó. Bây giờ diốt mình cho vào khu diốt. Nhưng mà vừa đó do cái nhóm này là để mình nhìn thôi đúng không? Đúng rồi. Với cả cái thằng này là thằng diốt nguồn mà. Thì mình phải đặt gần cái thằng đầu vào, ví dụ thế. Thằng kia là thằng đầu ra là chưa. Nhưng mà bây giờ mọi người mới đặt, mình có xảy ra một vấn đề này. Anh kéo cái này, anh kéo cái này nhỏ ra. Cái này nhỏ ra. Tham chiếu cái này sao? Rồi. Bây giờ zoom to lên, mọi người zoom to lên, mọi người sẽ phát hiện vấn đề. Bây giờ bé này chưa nhìn thấy gì. Bấm lại, zoom to lên. To, đấy. Bây giờ tự nhiên thấy lưới chưa? Đúng không? Zoom bé thì không sao. Zoom to lên thấy lưới, đúng không? Cái lưới này nó sẽ lẫn với cả cái đường mạch đây này. Đúng không? Nhìn sẽ rất là khó. Đấy, nhìn như này sẽ rất là khó chịu mà không biết mạch dung bé này thì không sao, nhưng mà vấn đề là mình có phải lúc nào mình làm bé này đâu. Chuột phải xóa lưới à? Chọn option. Và chọn bot option. Option và bot option. Bot option. Oh, no. Option, bot option. Anh dê sang rồi anh đi lên. Rồi. Bước 1, trong phần unit ấy, chọn magic. Rồi, xong ok một phát đã. Rồi, bước 2 lại làm y xì như thế. Vào bot option. Xong bây giờ vào grid trái dưới. Grid đây, trái dưới. Rồi, kích đúp vào cái dòng màu xanh xanh ấy. Rồi, bây giờ ở trên này nhá, là có phần display là file của nó đang để là line, tức là cái đường nhỏ, đường mịn ấy. Rồi. Đang để line, bên mình chọn đốt. Đốt. Thằng cost là cái đường bao quanh ấy, cũng chọn đốt lốt. Đốt. Cái thằng multiply là độ nhân để 10x. Rồi, sang bên trái chỗ step này. Chỗ step này thì mình để là ví dụ như là từ chân linh kiện sang chân linh kiện của nó là 2.54mm. Thì mình có thể để là 1.27. 1.27 là một nửa, nhưng mà như thế này sẽ chạy nó sẽ khó khăn, di chuyển nó khó khăn. Mình sẽ để là 0.65. Mình sẽ để là 0.65 nhỉ. 0.65mm. 0.65 là có nghĩa gì? Anh đánh vào. 0.65, tức là 2.54mm là từ chân IC sang chân IC nhé. Rồi. Thì 1.27 là một nửa của IC dip, IC cắm, như đây từ chân nọ sang chân kia nhé. Thế cái loại mà IC như này này, nó chân của nó sang bên, từ bên nọ sang bên kia, từ chân nọ sang chân kia nó chỉ 0.65 thôi. Từ chân con này sang chân con này nó chỉ có thế thôi. Nhưng con này chỉ có 0.5 thôi. Nhưng mà con này mới là 0.65. Đấy. Thì mình đặt nhỏ như thế để đến lúc mình chạy đường dây cho nó mịn. Ok. Tức là cái step này là của cái grid thôi. Đúng rồi, của grid mà nó sẽ bắt dính. Tất cả nó sẽ bắt dính vào đấy. Đường dây đấy, rồi linh kiện mọi thứ sẽ bắt dính. Nó sẽ đi theo đường đấy. Linh kiện mình sắp xếp đẹp hay không là do bắt dính nó. Tức là cái khoảng cách giữa đấy là nó cứ 0.65. Rồi, nó sẽ bám vào đấy. Nó bám dính từng bước là 0.65. Nó là thẳng nhau. Và với cái độ rộng mạch là 1. Sao nó cứ xếp thành một cái hàng như thế? Ví dụ như thế. Không phải. Vậy nhá. Cái chân của con này đang là 1mm. Rồi. Chân nọ sang chân kia là 1mm. Rồi. Nếu anh để grid ấy, là 1mm, đây anh nhìn cái đường có dấu chấm hay không? Rồi. Anh sẽ nhìn thấy cái đường dấu chấm mờ đúng không? Rồi. Thì từ đường nọ sang đường kia nếu anh để là 1 ấy, thì không bao giờ anh chạy được cái đường con này. Cái đường con này. Vì đường con nó cần cái khoảng cách bé hơn là 1. Cho nên anh để grid, cái này là anh để grid là 0.127. Đối với cái này mạch này là phải để grid là 0.127. Thì nó mới đủ mịn. Cái đường dây nó mới đủ mịn để chạy được cái này mà vẫn bám dính nhưng không bao giờ dính với nhau.
Rồi. Đấy, thì anh chạy đường nhất nó không dính vào đường thứ hai. Rồi. Nếu mà dính phát nó chồng lên luôn. Đấy. Chứ không có hiện tượng là vị hoặc là xa như này hoặc là chồng lên. Chứ không bao giờ cái hiện tượng là chèn với nhau như này. Để bé quá là chèn, nhưng để xa quá thì mình sắp xếp linh kiện không hợp lý. Tức là cái 0.65 này nó là cái khoảng cách giữa hai đường nai với nhau. Chính xác. Tức là mình đặt bé hơn nó sẽ vơi bé hơn đúng không? Đúng rồi. Vừa rồi là 0.127. Đây 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 nhá, anh nhìn nhá. Hiện nay này cái đường đường nai này, này mình chấm này, đấy, sắp xếp linh kiện mình chỉ sắp xếp như này thôi. Mình chỉ nhảy ra nhảy vào được trong như này thôi. Thì đến lúc ấy, nó không bị hiện tượng là hơi thò ra một tí. Hơi thụt vào một tí. Là không bị hiện tượng đấy nữa. Đấy, nhìn nó linh kiện nó xấu. Thế mình sắp xếp cái này thì hoàn toàn dựa trên là tín hiệu thôi. Đây. Căn nào diện tích bao nhiêu rồi? Chưa chốt rồi. Làm nhằng lắm. Đây là tụ dưới. Tại vì anh này nó tư giãn tí là phải vay ngân hàng tí. Thế tụ hóa đó. Đấy là tụ sứ. Vay đang dự kiến vay khoảng 400. Tụ sứ hoặc tụ vốn. Còn tụ hóa là cái thằng đây này. Khó khăn nữa là giá. Này, tụ hóa này. Giá là như thế này, cứ bấm lên. Không có khó khăn lớn nhất. Rồi, anh cho anh chọn ép thế nào nhỉ? Nhận ra là tụ hóa, anh cho hết được tụ gốm. À, tụ giá. Ừ. Rồi, không sao. Quán, cái thạch nó nói chuyện với anh. Mặt in này là như nào? Rồi tí nữa. Mình cứ sắp xếp cho nó phù hợp đã. Sắp xếp bé nhất có thể đã. Xong bắt đầu mình sắp xếp xong bắt đầu mình ghim mình như thế đấy. Thậm chí mình ghim trước. Kiểu mặt in này mình ghim trước. Được, không sao. Thì bây giờ mình đang làm kiểu dạng như đấy là mới mà. Thì anh cứ làm tự do đi đã. Cứ tẹt ga đã. Tẹt ga đã. Xong rồi tí nữa mình mới áng chừng rồi xong bắt đầu mình mới ghim. Bởi vì cái điểm chấm chấm này là cái điểm tâm. Tâm của cái này nó lệch. Nhưng mà em, riêng em thiết kế thì ngày xưa em cũng sắp xếp như anh. Hai con đầu đỏ, hai con đầu kia, nhưng bây giờ kinh nghiệm rồi. Là chỉ một đầu. Cái thằng hàn cho nó không bị lỗi. Vì thằng thiết kế chịu khó tí thì thằng hàn nó không lỗi. Anh sắp xếp thì coi như ổn chưa? Bây giờ vấn đề là như này này. Anh làm đẹp rất là khó đúng không? Làm mãi chả đẹp được. Đúng không? Online đi, ví dụ như này nhá. Đây sắp xếp như này, có nghĩa là cả chiều ngang và chiều dọc là chưa bằng nhau. Như của anh thế, khoảng cách giữa hai này chả đều. Được. Mà lên xuống chả đều, đúng không? Bây giờ mình làm cho nó đều đi. Bây giờ làm cho nó đều này. Bôi đen như này.
thôi, ví dụ bôi 4 con iốt này, bôi 4 con iốt thôi. Đúng rồi. Xong can nó có hai cái là như lúc nãy mình từ cái tiếng Anh rồi mà. Dọc là vertical. Còn ngang là horizontal. Đúng không? Thì theo sắp xếp theo chiều rộng, can chôn shift h. Sắp xếp theo can chôn shift h. Can chôn shift v. Can chôn shift v. Đúng không? Khoảng cách thứ bằng nhau. Nhưng bây giờ ví dụ cho nó bằng nhau nhỉ. Bằng nhau về bên trái này. Can chôn shift l là left đúng không? Bằng hết bên trái. Can cửa anh cho sang phải đi. Can chôn shift r đi. Thấy chưa? Đấy, nhảy bằng. Can chôn shift up à? Can chôn shift t. Tốt. Đấy, bằng nhau luôn. Thế ví dụ như này, cái đấy nó ý nghĩa như này này. Như cái này anh dịch lên đây nhá. Nó bằng nhau rồi. Anh cứ đẩy sai đi, đẩy một con lên. Đấy. Đấy ví dụ anh đẩy hẳn dịch lên một tí nữa để cho nó đấy thế. Tất cả cùng sai đúng không? Bôi 4 con nhá. Bôi 4 con nhá. Thì bây giờ anh cần cái khoảng cách này này, cần khoảng cách chiều dọc này này bằng nhau. Con này bằng con này bằng con này, hiện nay hai con này này đang không hợp lý đúng không? Là can chôn shift v. V. Đấy, nó sẽ sắp xếp shift h. Can chôn shift h là horizontal là phải có nhiều thứ mới bằng nhau. À. Thế bây giờ can chôn shift l. Đẹp. Cái này không được. Hai cái này can chôn shift. Anh phải chọn cả hai. Được chưa? Rồi sắp xếp thế nó mới nhanh. Gọi áng áng thôi. Thế nó mới nhanh. Nhưng cùng kiểu nhá, nếu mà khác kiểu nó khó khăn lắm. Ở cái điểm bắt đầu nó khác nhau mà. Như nào khác như nào? Ví dụ như anh sắp xếp một con chăn đi to lên với một con đi ốt đi. Kiểu như thế. Thì một con này với một con đi ốt thì hai cái. Nhưng mà ví dụ mình muốn lấy top thì nó vẫn top à, được. Top thì vẫn top được. Nhưng ví dụ anh cách đều là... Ví dụ này nhá. Ví dụ này. Anh thêm một con như này nữa. Rồi. Mà anh bảo nó cách đều thì nhìn nó sẽ rất là xấu. Ý em là thế. Nhìn nó sẽ xấu. Đấy. Cách đều là như nào vậy? Cách đều rất là đầy nha. Ví dụ như này nha. Hôm nay ví dụ con này anh con cho đây, cho sát đây cho đấy. Cho bốn con này đều nhau. Bốn con này khoảng cách giữa bốn con này phải đều nhau. Rồi. Can chôn shift h đây chiều ngang mà. Thấy không? Về đều luôn. Rồi, tốt con can chôn shift. Tốt thì nhảy lên bằng nhau. Đấy. Can chôn shift top là trên. Như vậy. Can chôn top left bottom right. Là bốn hướng. Control bottom. Đấy, control shift B là nó sẽ bằng với bên dưới. Thì ví dụ như bây giờ anh nhặt một con này lên, anh nhặt cứ nhặt một con này lên. Nhặt một con. Control shift H là nó theo cái chiều cao. Cái H nó horizontal. Là theo chiều ngang là khoảng cách chiều ngang phải bằng nhau. Như đây này, khoảng cách một thằng đang sát một thằng đây, ba thằng này phải bằng rồi. Nhau. Còn V là nó sẽ giảm theo chiều này. Đấy, giảm theo chiều rộng. Còn top bottom left right căn 4 triệu căn lẻ xong đấy đúng không à, okay. Không có không được đúng không không phải đơn giản ha đấy căn tuần v hát chưa hát thì đấy thì bằng nhau tuần xuất b rồi anh sắp xếp cho cái đường dây ấy, là nó làm sao nó không cắt nhau thì anh sắp xếp này tí không chặn được xoắn tít mù như tí không chạy được. À vậy à? Vâng. Tí anh chạy máy in thế, thế này anh đi chạy 2 lớp à? 2 lớp được đúng không? Nếu 2 lớp thì ngại gì. Nhưng mà ai trong sắp xếp linh kiện thì không ai người ta sắp xếp một con thì được chiều này một con chiều kia. Như thế thằng Hàn nó chết ngay. Ví dụ thằng này trong đường này. Đấy. Thế. Cứ kệ thôi, không cần phải chỉnh đấy nó tí can chôn shift phát là xong mà. Nhưng thằng treo chéo này thì sao? Anh cho anh sắp xếp làm sao cho nó hợp ý của anh. Vì anh thích đặt chỗ nào đấy tùy đúng không? Cái khu nào anh đặt cái gì mà làm sao nó bằng nhau được thì là đấy là tùy. Tạm thời thế. Đấy nhá. Bây giờ chạy mạch in. Anh sắp đi, anh sắp nhanh đi. Xong rồi chạy mạch. Đây, trước khi chạy mạch thì mình phải làm một động tác đó là phải tạo một cái đường bao để cho cái đường chạy mạch ấy, nó không bị chạy ra ngoài. Đấy. Thế mình làm này vào cái lớp keep out layer
để thế thì không chạy được, chắc chắn không chạy được. 16 đường mà nó sát nhau. Thế đi, thế cho dễ chạy. Được. Các anh đi mình coi ra. Ờ, cái này thì dễ quá. Có không sao. Alo. Ơi, anh muốn hỏi tình hình chiều nay thế nào bà? Em làm việc với bên kia đây. Cứ làm đi. Anh thấy bảo là đằng kia nó bảo là em có đánh mất cả đồng. Sao, bây giờ anh xong chưa? Cháu cho mua khoảng một vài đầy ra, nó có thể được chuẩn và đọc được đồng hồ. À, tại vì nói với tôi chứ, thực ra cái đấy nó cũng đơn giản, nó cũng còn một mẫu. Cho hai lượng nước đọc đồng hồ là cho 4 năm tín hiệu đầu và 4 năm tín hiệu đầu ra. Chúng ta sẽ đi tới trước nhé. Thì đá hả? Thì đá, vấn đề là như vậy. Ok. À, có gì thì cứ báo anh kế hoạch nhá. Ờ à, rồi rồi. Anh cứ bán thế, anh cứ bán thế. Không có đề gì. À rồi rồi. Ừ. Ừ rồi rồi. Ok ok, anh chị. Rồi rồi. Okay. Tưởng là chỗ ký vào hay là mình design bus bay ký vào đã ký vào đã bây giờ phải có một cái ký vào đã ký vào xong mình lên trên này mình lấy cái công cụ vẽ không ký vào anh chọn luôn cái thước này cái kè đấy cho nhanh đấy cái đầu tiên đấy. Bây giờ mình vào ký vào đây rồi. Lấy cái lớp ký vào. Đây này, chọn cái ký vào này, anh bấm cái mũi tên nhỏ nhỏ này để tìm cái lớp ký vào ở đây này. Đấy, ký vào đây rồi, rồi bấm vào đấy xong bấm vào cái thước IKEA này. Đấy. Vào đấy, chọn cái đầu tiên đấy. Đúng rồi. Xong vẽ vào cái đường bên ngoài mà mình muốn bao quanh cái mạch của mình muốn bao quanh cái đường đấy. Trong lúc này nên tận dụng từ cái khả năng zoom của máy để làm cho nhanh. Sau đó mình mới sắp xếp làm sao để cho nó vừa vặn trong cái mạch này một cách hợp lý. Sao anh lại chạy thế tí chạy làm sao được mạch chạy vuông góc vào chạy thẳng lên bấm kim xoắn bấm kim xoắn không phải mà là cắt cũng được nhưng mà cái đấy tính sau bây giờ mình chạy đơn giản đi để cho nó bao bởi vì là anh như thế này cái mạch của anh nó sẽ rất là ngoan bởi vì cái mạch của mình không có kim xóa lùi em bấm kim xóa lùi để bỏ cái đoạn mà mình chạy trước tức là cái mạch của mình vuông như này. Vuông như này thì mình phải để cái làm sao cho nó hợp lý. Cái đường cắt mạch mà cũng ngoằng theo thì tí nữa mình còn chạy mạch nữa mà. Ừ. Đúng không? Thế nhá, xong rồi. Bây giờ mình mới vào là mình chọn cái đường này trước. Giữ ship xong rồi bôi lấy cái bôi bốn cái vùng quanh đấy. Bôi bốn cái vùng quanh cái đường ấy. Đúng rồi, cứ giữ ship để bôi hết cái đường lớp đấy. Rồi bây giờ mới vào design boss shape. Boss shape xong rồi define from select object. Boss shape. Xong rồi đầu tiên define from select object. Yes. Yeah. Thì bây giờ nó mới ra cái đấy cái phần đen clear đấy, bấm vào clear đi.
Đấy. Nên bây giờ mình view xem, view thử bấm vào phim 3 để view thử 3D nếu muốn. Thế lúc này mình chưa chạy mạch đâu, nhưng mình xem là mình sắp xếp như này thì mình bắt linh kiện có hợp lý không. Anh zoom nhỏ lại. Còn đâu rồi. Này tí chạy máy cũng được nhưng mà nó hơi ốm. Đâu là đây, thằng này chán lắm. Bắt à. Anh bấm vào zoom on đây này. Đấy. Xong rồi zoom out lên một tí thế. Thế giữ ship. Bấm vào đúng cái đường này nó sẽ xoay đúng cái mũi tên, còn nếu anh bấm ra ngoài này. Anh cứ để giữa này, không? Anh để giữa rồi ấn ship xuống. Rồi ấn chuột ra ngoài đây này, ra ngoài này, chuột phải. Đâu 3D đâu. Lăn chuột phải. Đó. Đâu như 3D là bấm vào đây. Giữ bấm phím 3. Và số 3. Ra tí. Đấy, rồi. Zoom nhỏ lại tí. Đấy, rồi. Con giữ ship rồi, bây giờ giữ chuột phải, giữ ship rồi xuống chuột phải. Đấy, xoay nó đi. Con mất à? Cái này là gì vào đây ạ? À? Mất cái gì ạ? Chuột nó không chạy ra ngoài rồi. Sao lại không chạy ra ngoài rồi? Chuột vẫn chạy bình thường mà, con chuột kia của anh có vấn đề hay hết pin? Chuột ấy thì nó hay thấy hiện tượng pin nào lỏng pin hoặc hết pin đấy á. Coi ơi, cái xuống mua cho cậu mấy viên pin đấy, cái xuống đi tao mua cho cậu mấy viên pin đã, cái xuống cậu mua cho cậu mấy viên pin như này này. Pin nào có viên pin này đâu, hỏi lấy ngay cái viên đây. Ok, cái xuống đi tao có sang cái đối diện kia kìa. Dạ. Ở nhà không có à? Có nọ dùng hết rồi. Mình vẫn hay tặng chữ cái pin đấy nhưng mà khoảng là nào? Không, đây thì có tôi dùng rồi. Alo. Trong họ nhà pin ấy là em không? Thích dùng cái pin này nhất. Ừ. Camera ngon. Chưa có loại nào em thấy vượt mặt ở cái thằng này. Chưa thấy thằng nào vượt mặt ở cái thằng này. Bây giờ mình còn thiếu một cái nữa, đó là cái chân để bắt vít ấy, cái lỗ bắt vít ấy. bốn cái lỗ bắt vít ở bốn góc. Bây giờ mình play pad ở đây. Cái này không quay được là play pad này, xong bấm vào các góc. Bấm tab đấy, anh bấm tab lên một cái rồi. Bây giờ mình nhìn cái lỗ này nhé, nhìn lỗ này này, cái lỗ khoan của nó là 3, anh cứ chọn 3 ra, hoặc 3 lên rưỡi thì tùy. Đây này, chính là cái hole size này, 3 này, sang phía bên này là x size, cái đúp vào đấy, rồi 4 hoặc 5, rồi 5, em thì hay chọn là 3, 5, 5, rồi ok đi là xong. Cái đường thoát này là kiểu gì? 2 bấm phím 2, phím 2 là 2D, phím 3 là 3D. Nhưng anh chưa vẽ xong à? Cái bát xếp lấy bát xếp anh chưa cắt bát xếp rồi. Không là chưa xây vào. Đúng rồi, phải cắt bát xếp lại. Cái xong rồi đặt cái lay à đúng không? Và cái đường cái kia. Đây. Thế đặt cái này thì đặt bốn góc nhưng mà thường thì là nó phải không cân. Không bắt được là được không? Bắt buộc phải bắt đúng không? Vâng, bắt vào. Nó không dính vào thì sao? Nó không dính vào thì tí nữa mình zoom to lên cho nó dính. Rồi, escape là được. Đấy, lúc này thì anh lại pick up, pick down. Đấy. Bấm vào chắc này. Hai cái bởi vì là cái này chỉ là một chấm tròn, còn cái kia là một cái thanh dài. Đấy, pick down. Anh nhảy lên này. Anh sao anh chọn cả bốn cái làm sao nó căn được? Anh chỉ chọn hai cái màu thôi. Anh chỉ chọn đúng hai cái màu thôi. Box. Còn Ctrl Shift B này, Ctrl Shift left, Ctrl Shift. Xong rồi mình phải xây nó vào đúng không? Không mất luôn. Rồi anh clear nó đi. Clear nó đi.
sang ra mở này. À, anh chưa select, anh chưa select cả 4, anh phải select cả 4 thôi. À, thì mới được. Thì mới được. Anh đưa phải không cần phải đi. Mình cứ chọn cái này rồi sau nó đi file lại được mà. Mà ở đây anh đi, anh đi đi ra như này xong anh bắt xếp xong rồi GD file bắt xếp cũng được. Đây mình chọn nó cũng được thì sao? Bấm vào đây. Đây. À đây là bot layout, bot cắt rồi. D này, F này, D này, đấy rồi. Đấy. Thế nên bây giờ mình vào auto root. Không phải xây vào đúng không? Không phải mất. Đúng rồi, xây vào không mất. Auto root on. Sau vào cái này auto root on luôn. Anh đang là cho mấy cái này vào GND nét. Đâu chọn cái lỗ như không nhất thiết vậy. Em thì em không thích như thế. Chọn cái path như nào? Đây là cái lỗ đây gì? Vâng đúng rồi. Đây là cái gì? Đây clip path là đặt một thêm một cái lỗ. Bia là cái nào? Cái bia là cái xuyên lỗ. Bia là xuyên lỗ. Anh bấm tab đi đã. Bấm tab ra cái lỗ cái tí. Anh cái hâu này này, cái lỗ anh để 3 đi. Anh cứ gõ 3 thôi vì đơn vị mặc định của mình là mm rồi. Nên đấy là 3 rồi. Thằng này anh kích đúp vào chọn 5. Năm đấy thằng này nó dài ra thằng này 5 thước. Đấy rồi enter. Xong rồi enter. Xong đấy bây giờ cái gì đến 4 góc đặt hoặc là 4 điểm nào anh muốn. Chọn một mặt. Ví dụ thế. Thao hồ quan nữa. Nếu như mình muốn cắt một cái chọn path bấm vào đấy chọn path. Nếu mình muốn cắt một cái lỗ tròn hay một cái lỗ hình chữ nhật thì vuông vẽ cái path này hay là như nào? Cái đấy thì mình lại tạo cái khác trong cái design boss shape này. Nó có define boss cut out này. Define boss cut out tức là anh thích cắt cái theo cái đường nào thì nó sẽ define theo cái đường đó. Tức là cái cung vẽ một cái hình đấy xong cắt ao thì nó sẽ ra cái đó rồi. Thì anh thích cắt theo đường nào thì cắt theo đường nó sẽ cắt theo đường đấy. Ngon ngày đúng không? Bây giờ vào auto root on. Thì vào cái design xong rồi boss xong hết xong rồi vào cái design cắt ao đấy. Cắt lỗ nó trong. nó sẽ cắt cái nào. Rồi. Ok, xong. Ok vào auto root on. Xong vào auto root on. Rồi on. Thế bây giờ mình vào là trước khi mình bây giờ mình thử đấy nhá. Cứ root đi. Root on. Cứ thử đã, xem là nó ra làm sao. Root on. Xem nó báo lỗi gì. Hôm một hôm nó đang chạy, bao giờ nó chạy xong, chờ nó chạy xong. Một cái mạch này chạy lâu, ví dụ một mạch này. Một mạch đấy chạy cũng còn tùy. Ví dụ như là mạch đấy vớ vẩn chạy nửa tiếng ấy. Nếu mà chạy được ấy, thì nó chạy vù lúc là xong. Còn nếu mà nó không chạy được ấy, thì cái mạch này tự động sẽ không thể chạy được. Vì mấy lý do là khi mà chạy tự động ấy, thì những cái đường này nó sẽ sắp xếp rất là linh tinh. Đấy cho nên là những cái chỗ này có những chỗ nó tìm mãi đường đi nó không tìm được.
Nhưng thực ra như mình ấy, mình chạy tìm phát được ngay. Cái này khi mà khi mình rút ấy, mình auto rút ấy thì mình rút từ nét 1. Đúng rồi. Những cái gì mà tín hiệu thì mình ưu tiên trước. Thế còn những cái đường khác, đường quan trọng là mình ưu tiên. Đúng rồi. Đấy, em là hay làm như thế. À, tức là cho từng đường một ạ. Ờ, từng nét một. Làm từng nét một được. Thế mà là phải chọn từng nét một trước. Ờ, auto rút nét, chạy từng nét một. Chạy auto rút nét xong ấm vào cái nét nào phải rút nét đấy trước. Đúng rồi. Chính xác. Nó đi cái nét này trước. Tức là mình cũng là tự động nhưng mình phân đoạn ra. Ờ, mình ưu tiên thằng nào rút trước để cho đường đi ngắn nhất chẳng hạn thì mình cho nó chạy trước, nó sẽ tìm đường trước. Ví dụ trong đây của em nó chạy xong rồi nhé, là nó sẽ báo là routing finish with không connection fail, tức là không có lỗi nào. 16 đấy, 16 đường chạy trong 10 giây. Fail to complete 16, đây của anh là fail to complete 16. Là của anh lỗi 16 đường, còn của em đây không lỗi đường nào thì fail to complete là không. Fail to complete là lỗi để hoàn thành còn bằng đấy nữa. Nên của anh còn 16 đường nó không chạy được. Đây này chính thì cái đường này này là nó không chạy kiểu gì được. Của anh chạy chưa? Xong rồi. Nó có mấy cái này, cái lỗ vía của anh quá nhỏ. Lỗ vía nhỏ không tốt. Hay bị đứt. Đúng rồi. Thì đây ví dụ như này, em chạy một cái boss như này này. Chip center của em chỉ có như này thôi. Được vài cái như này thôi này. Cái này chỉ là một cái gọi là làm cán thép đây. Đây ví dụ đường mình chạy như này, mạch chạy như này nhỉ. Với em đây có hai lớp, lớp trên và lớp dưới. Thì cái này hoàn toàn phải chạy bằng tay, vì nó chạy tự động nó sẽ không được đẹp đâu. Đấy, tức là nó sẽ không bố trí không gọn gàng thẳng tắp như mình mong muốn như này đâu, mà nó sẽ bố trí rất là xấu. Đấy thì mình sẽ chạy bằng tay. Thế còn như nếu mà chạy tự động được thì cứ chạy tự động. Nếu như chạy tự động chấp nhận được thì cứ chạy tự động. Ví dụ trường là từ xưa giờ mình chẳng bao giờ chạy tự động mà. Em độ khoảng vài tháng đầu tiên sử dụng là em hay chạy tự động. Nhưng mà về sau thì không. Về sau thì tôi bỏ. Thế bây giờ ví dụ mình chạy xong rồi, bây giờ mình muốn chạy bằng tay. Vì mấy lý do như sau. Một là cái đường này cần to. Tại sao lại không to? Đúng không? Nó khi mà chạy mạch phải tuân thủ mấy nguyên tắc. Một ấy, là không gian mạch này này càng nhỏ càng tốt. Nguyên tắc nhất là cái kích thước mạch này càng nhỏ càng tốt. Nguyên tắc thứ hai là cái đường mạch này càng to càng tốt. Càng to càng tốt. Đấy, và đường mạch cái sắp xếp linh kiện để làm sao đường mạch càng ngắn càng tốt. Khi mà mình bố trí thì đương nhiên là mình phải bố trí làm sao cho nó hợp lý. Kể cả mặt điện lẫn mặt thẩm mỹ lẫn mặt mỹ quan. Thì trông như thế này thì rõ ràng là nó xấu rồi. Cái nó không chạy được thì sẽ như nào nữa? Cái đấy của anh thực ra vẫn chạy được. Cái của anh không phải là không chạy được đâu. Đường này vẫn có cơ hội chạy sang đây sang đây thôi. Tại sao nó không chạy? Anh phải chạy lại đi. Anh chạy lại auto rút on. Nó từ từ đấy, anh nhìn lên này. Là cái rule clearance của anh ấy, cái khoảng cách là đặt quá lớn. Mà đặt quá lớn nó không chạy được. Sát nhau quá đúng không? Không, tức là anh cho cái khoảng cách giữa các đường nét với nhau. Cái vi phạm của anh là rất lớn. Ví dụ cái trách của anh yêu cầu cách nhau nửa mét chẳng hạn. Bố tay nó chạy được. Nó sẽ không chạy được. Bây giờ mình yêu cầu 0.65 mà. Không, 0.65. Đấy là cái này độ rộng. Độ rộng mày. Bây giờ mình sẽ phải đi chỉnh mấy 0.65 cái đấy. 0.65 là cái ấy. Bây giờ bắt đầu đến công đoạn tinh chỉnh nhé. Tức là sắp xếp mình linh kiện mình chạy được rồi thì mình chạy mạch cái công đoạn này nó mất thời gian đúng không? Bây giờ phải tinh chỉnh làm sao. Bây giờ tôi hủy nó đi. Vào tune. Xong rồi ăn rút on đi. Tune như thế này. Ăn rút. Hay là lỗi mà này. Rồi. Từ, con chuột nó vẫn ấy đây đây. Windows này nó. Đây. Lỗi rồi. Đấy, con Windows này này.
lỗi của cái ấy của an Windows D, Windows D. Không, Windows D thì nó phải xuống hết. Cái này là lỗi Windows chứ không phải lỗi phần mềm. Vẫn gì vừa lỗi con chuột. Không phải do ấy đâu. Bởi nếu mà do hiển thị thì chuột nó cứ không hiển thị được. Control and then. Đấy, đây là Tech Manager. Xem xem là lỗi. Tech Manager mà không hiểu. Lấy anh lưu đến đâu rồi nhỉ? Lấy thằng con trọng nào? Là anh lóc ọp, lóc ọp. Xem còn cái gì mình đang dở dang không? Lóc ọp mình sẽ tắt hết tất cả các cái của anh nó thôi. Dạ, dễ bị cái lỗi của cái thằng ghi ghi ghi. À. Dễ bị lỗi thằng ghi. Hết dang. Hết dang. Hết dang. Thế bây giờ mình cứ chỉnh nhá. Bây giờ cái này là công đoạn lý thuyết này. Design này, xong rule này. Design rule này thì ở đây nó có mấy cái khái niệm mình hay dùng nhất. Yeah. Anh vào cái electric xong vào clear run, kích nút vào. Rồi, xong vào clear run. Thì ở đây là khoảng cách. Cái khoảng cách này là để bao nhiêu? Đấy. Ví dụ ở đây đang để 0.254. Không để 0.254 mm thì chỉ có một vài thằng ở Việt Nam mới nó mới tự tin dám nhận thôi. Chứ còn thì đa phần như này là bé quá. Đấy. Yêu cầu 0.3. Yêu cầu minimum là 0.3. Nó được thường yêu cầu như thế. Thế nhưng mà ví dụ như là mình mà làm nếu có thể thì mình cho 0.35 hoặc 0.4. Nhưng mà như em làm mảnh bằng tay cái loại mạch như thế này mà để 0.5. Đấy. Thì em hay đặt 0.5 nhưng của anh đặt 0.5 không mở được. Vì của anh có hai cơ quan linh kiện dán. Đấy. Anh đừng để bé quá, chứ anh để 0.3 đấy, 0.3 chắc là được. Cứ kệ nó, thử xem. Thứ hai là trong width nhá, routing và routing, kích thước và width. Mở là cái nào ra? Vẫn ra cái đổi. À thế à? Nhưng nó vào cái file ghi đi, không ra được à? Không ra được thằng nào, nó che cái đổi của mình đi. anh cứ cho quá. Vào mấy cái thằng Antium gì đấy xong anh lưu lại xe vào lại Ctrl S anh cứ Ctrl S đi vẫn nhận anh mà à không từ từ đã không phải Ctrl S mà anh bấm F L C và ôn mà rồi bây giờ anh gì tắt máy gì tắt được mà vào Ctrl N gì tắt được hết. Ra cửa sổ này anh đi tắt từ đây này. Đúng chưa? Thì bây giờ là cái width này là lúc nãy mình mới chỉ để là schematic width constraint thôi. Là có mỗi cái đường 5V thôi. Thế còn cái đường này thì nó vẫn là 0.254. Một tí xíu. Bình thường thì em cứ để 2 1 và khoảng .8. Đấy, thì đường nó sẽ rất là to. Min là 0.8. Dòng 2, dòng 1. Đây đường tham khảo để nó đưa. Đấy. Thứ hai là lúc nãy anh hỏi phần layer ấy. Routing layer là chạy lớp nào? Thì đây nó có lớp và bộ lớp top và bottom. Đâu, cái nào đấy? Anh layer, đấy, layer. Và routing layer thì có top và bottom. Thế bây giờ như của anh ấy bắt buộc phải chạy lớp top, nếu không thì chuyển hết hai thằng kia xuống bottom vì nó là linh kiện dán. Đấy thì hoặc là anh để hai lớp, hoặc nếu anh chạy một lớp thôi thì anh để một bên tùy để hai lớp đấy. Trên mạch này hai lớp bình thường đúng không? Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái via routing via style xong vào routing via. Cái lỗ via này rất quan trọng. Bọn nó hay làm lỗi ở cái lỗ via này. Tức là nó khi mà nó nhúng thiếp xong nó
Nó nhúng thiếc thì nhúng được, nhưng nó nhúng thứ nhất là thiếc nó chưa, nó không phải là thiếc, mà là thiếc, là thiếc của nó là pha chì. Cho nên là cái độ bám dính vào cái lớp này này là ít. Cái thứ hai là cái quạt, cái quạt thổi của nó rất là mạnh. Cái này nó thổi bằng quạt. Quạt thổi, quạt công nghiệp nó thổi rất là mạnh, mà nó nếu mà nó còn, nó để tiết kiệm gió mà nó còn có ống định hướng. Cho nên nó thổi rất là mạnh, nên là các cái lỗ via bé như này, nếu mà làm chất lượng kém, thậm chí nó thổi bay nó còn dính một lớp mỏng tang. Như thế thì không tốt, lỗ via bé quá thì không tốt. Cho nên thường mình để cái lỗ via nó phải to lên một tí, xong rồi có thêm một tí pad để cho nó bám. Chứ nếu mà để mặc định không phải 1,27 nó không phải 7 thì nguyên cái mũi khoan bé tí của nó không đáng bao nhiêu. Bây giờ đề phòng cái trường hợp ví dụ như là mình lỗ via này là to rồi chứ, nhưng cái lỗ via là rất bé này. Thế thì đây này, mình mới nhìn sang cái lỗ via này này, thì bé quá không? Thế thì mình mới phải chỉnh cái này cho hợp lý, cho đúng với cái mạch của mình. Nhưng mạch của mình hiện nay đang là mạch nguồn, lưu ý là mạch nguồn, via phải đủ to, nếu không thì dòng nó bé. Ý là như vậy. Chỉnh này là tất cả các via giống nhau à? Tất cả các via giống nhau. Có một số via mình có thể mình chọn được không? Về sau khi mà chạy xong rồi mình thích chọn via nào thì chạy. Mình chỉnh vía từng via với một. Hoặc là nếu mình chạy tay thì mình chỉnh từng via một. Không sao cả. Nhưng mà cái maximum và cái minimum và preferred này phải khác nhau thì mình mới chỉnh được. Ví dụ maximum là anh để 2, minimum mình có thể 1,27 và preferred là anh để 1.4. Ví dụ thế chẳng hạn, thì anh cứ để prefer, về sau anh có thể thu về 1,27 cũng được. Hoặc là anh có thể to đến 2 cũng được, không sao, đúng không? Thế cái lỗ hâu này này, ví dụ như là anh có thể để là minimum là 0.7. Cái này là 0.3. 0.3, 0.3 là bé tí đấy. Cái này là 0.3 này. Đấy, cái này 0.3 là bé, bé lắm. Xong Việt Nam không làm được. Đấy, Việt Nam nó cái mũi 0.3 nó không mua được. Chứ không phải là không làm được, mà cái mũi đấy bọn nó không mua được, mà cái mũi đấy nó cũng, nó cũng không muốn làm, bởi vì là nó hay phải thay mũi. Thì em có thằng bạn nó làm, nó làm trong cái đấy mà, trong ngành đấy mà. Maximum này lỗ là để 1, còn này preference là mình cho 0.5, 1.7 gì đấy. Ví dụ thế. Có mấy quan tâm với là cái có ba cái đấy, đường routing này. Clearance là 1, width là 2 và routing là 3. Routing kia là 3. Routing là routing là chính đường mạch in đúng không? Width thì mới là đường mạch. Đây là width thì là đường mạch. Còn routing via thì là đấy là cái via. Via là cái lỗ xuyên mạch. Và như của anh thì còn có quan tâm thêm một cái nữa. Đó là mark. Cái plane, cái quan tâm thêm một cái plane này, thêm một cái nữa. Phải thêm một cái nữa để cái này là phủ xanh thì thôi không nói. Đây. Cái plane. Vừa còn routing layer đấy xuống đúng không? Đấy. Plane này đúng không? Đúng rồi, plane và plane có mấy cái plane đấy. Thì để cái độ rộng này là bao nhiêu? Đấy, thì tùy mình có thể đặt lại. Cái đút vào. Đấy, đúng không? Plane connect trong cái này gì? Đấy, đây này. Cái đường mạch ấy. Mà ví dụ đường mát nhé, đây đường mát nhé, thì mình để cái kích thước nó là bao nhiêu mình đặt lại. Cái ví dụ anh phủ mát đây, cái mạch này của anh không phủ mát. Nếu mà anh phủ mát ấy thì cái đường mát và kết nối cho đường phủ mát là to bé như nào, đấy thì là nó đặt ở đây. Tức là ví dụ như cái đường mát đường to này, cái đường kết nối ở bên dưới thì cái này là cái lỗ, nó là một cái lỗ ạ. Nó ví dụ cái chân này, cái này có chân mát rồi nhá, cái này có chân mát và cái phía bên ngoài này này, phía ngoài này nó có mát rồi. Thì nó sẽ dòng một dây ra đây rồi. Xong cái dây đấy sẽ nối vào mát, đúng không? Cái dây đấy sẽ nối vào mát rồi. Thế thì nó sẽ, nếu như là khoan lỗ, nếu là mát khoan lỗ thì anh phải hàn, giả sử cái phải hàn rồi. Đấy, giả sử linh kiện cắm là phải hàn, thì nếu như anh để cái này không hợp lý, thậm chí anh bỏ đi, thì có nghĩa là giống như cái mặt bàn anh khoan một lỗ xong anh hàn vào đây thì cái nhiệt nó sẽ tản ra hết. Đấy. Khi mà đặt mỏ hàn vào toàn bộ phím đồng nó chính là cái bộ phận tản nhiệt cho mỏ hàn, thì nó sẽ tản ra hết. Thì bây giờ người ta sẽ đặt cái đường này to bé như nào đấy cho hợp lý. Đấy, thế thôi. 4 5 cái, tức là connect cái đường
đường đây là con nét đường mát luôn ạ. À? Đúng rồi, plane là mát, power là nguồn. Đấy. Cái con nét cái này là do mấy cái collision con nét collision rồi, ok là hiểu. Collision này là chỉ con nét cái collision này là đường thôi, đúng không? Ừ. Còn cái đường plane này collision collision có nghĩa là khoảng cách giữa cái đường mát với cái đúng rồi, chính xác với bất kỳ một cái gì đây đúng không? Đúng rồi, tất cả những cái gì đó thì nó sẽ có một cái khoảng cách đúng rồi. Còn cái phần em con mách này là cái thằng nối mát, còn cái thằng không nối nối mát cách nhau. Ok. Cái này thì 5 đến 0.5 đến cái khoảng cách cái này cách ra cho nó đỡ phải ngàn gì mà 2.54 được rồi. Còn cái đường giữa cái tâm nó không lưu được cái gì lỗi. À, có một cách như này trường hợp này rất quan trọng. Bây giờ anh vào lại cái thư mục, vào cái thư mục của mình chứa cái này kệ đó, thậm chí cái này tắt hết đi, tắt hết cái này, tắt hai cái này. Rồi anh vào cái thư mục vào cái này, vào mở equalizer bình thường, thư mục mà anh đẹp cái equalizer ấy đây, như vậy thư mục anh vào history. Đấy, thì trong này là nó đấy, chứa PCB. Đấy. Thì lần thứ 4 anh lấy cái bút bằng. Rồi, anh extract cái này ra. Giải nén lên. Giải nén đến. Rồi, cứ thế anh làm thế nó ấy, anh vào đây để cho dễ nhìn. Tắt. Anh tắt cái cancel đấy. Tắt cái này. Giải nén luôn vào đây, chuột phải giải nén luôn vào đây. Đấy, rồi. Xong anh cắt cái file mà nó vừa nó giải nén sang bên kia. Nó phải ra đấy, nó không, nó anh kích đúp là nó ra cái đấy rồi đúng không? Copy cái này thằng kia. Anh kích đúp ra, kích đúp ra, cứ kích đúp ra, cho nó mở lại. Kích vào đây thôi. Đấy, không phải nữa. Thế anh giải nén cái 3, thì chắc cái này nó chưa lưu được. Cái anh cứ đừng đọc, tí nó mất công phải đọc, thu nhỏ thôi. Giải đến cái 3 đây nhá, đây là cái 3 đi. Rồi, anh mở cái 3. Anh thu cửa sổ vào xong kéo nó vào. Thu vừa, đấy, thu vừa. Anh kéo dịch xong, kéo dịch xong. Rồi anh cầm cái file này, file 4 đi. Cầm file 4 đi, kéo vào. Rồi, đấy. Thả. Rồi đã, rồi ok. Đấy. Thì bây giờ cái này từ anh mở lại cái chỗ lấy thôi. Anh mở lại chỗ lấy thôi. Rồi. Bây giờ anh tắt cái này đi, tắt cái này, biết là còn. Biết là còn. Tắt đi. Đấy. Anh vào history. Vào history. Rồi, cắt cái 4. Cắt. Rồi. Áp lên. Đấy, đấy. Rồi, tết rồi đấy. Rồi, sang bên này. Đấy, không phải đâu. Tôi phải vào cái ấy. Không phải. Tôi phải vào cái project. Chọn S, acid. Chọn S, acid. Rồi, cái 4. Open. Rồi, anh xóa cái remove cái file đấy. Đấy, remove vào đây đi. Remove vào đây. Đấy. Rồi, cái lúc này. Ơ, đừng đi mút, Kích đúp thôi để mở thôi. Đấy. Thế còn cái kia nó không lưu. Đấy, anh chưa save vào. Đấy, thì nó sẽ không lưu. Thôi rồi, để cóp sang cho nhanh. Cóp gì? Tôi cóp sang, cóp cái file này sang. Thôi rồi, tập trung cứ làm tiếp đi. Không vấn đề gì đâu. Anh theo kịp được. Không quan trọng. Rồi, bên sau anh còn thế video này mà. Rồi, ok. Thế bây giờ mình chỉnh như thế rồi. Thì trông vậy chứ anh mấy năm mà cũng làm, mình làm cái này cũng vẫn làm. Vâng.
Bây giờ chạy nó có mấy cái như này này. Một là bấm vào đây này. Không, còn mấy cái này nữa là xong xuôi chưa? Xong rồi, anh cứ chỉnh cái đấy là xong. Không có gì quan tâm, không quan tâm cái gì nữa. Upline luôn đúng không? Upline luôn. Rồi ok. Rồi, anh zoom to lên. Zoom to lên xong rồi vào cái root này này. Đây này, đây này. Đấy, đúng rồi, bấm vào đấy. Xong rồi anh bấm vào từng đường một. Bây giờ cái lớp nào ở đây anh đang là top layer là sẽ là lớp đỏ. Top layer là lớp đỏ. Đấy, nếu muốn chuyển lớp ấy, thì mình chạy đây nhé. Chạy đây tí nữa thế nào có cái chuyển lớp. Thì ví dụ như mình đang chạy được một lớp thì mình cứ chạy. Thì mình nhìn đây, mình căn luôn. Thì ví dụ như là em thì chuyên gia là chạy một lớp. Cái nào gọi là không thể thì mới chạy hai lớp. Cái này cũng rất hay, đó là khi bấm vào thì cái chân nào nó sẽ sáng lên thì mình mới nối vào chân đấy. Nó nối vào nó sáng lên. Đấy. Nó còn nối vào đâu nữa nhỉ? Thế thôi, hết rồi. Bấm vào chắc, check, xóa đi. Cái này mình vẽ bằng tay thôi. Đúng rồi, trường hợp này là vẽ bằng tay. Vì tự động thì lúc nãy mình xong rồi chị. Đúng không? Còn anh thích thì có thể tự động. Hoặc là tự động từng phần, nhưng mà chả mấy ai chạy tự động từng phần. Bây giờ nếu cái này lớp này thì mình tạo room view riêng mình cũng chạy được đúng không? Nhưng bây giờ là chạy top này. Rồi, anh cứ chạy thế đi, anh cứ chạy ra đấy đi. Không, anh bấm đi, bấm đi. Không chạy được đúng không? Bây giờ anh giữ bấm can trôn xong bấm ship xong lăn chuột phát. Lăn chuột phát. Một phát thôi, nhẹ thôi, một phát anh lăn 3-4 phát rồi. Rồi, bấm phát. Rồi. Thấy không? Đấy, ví dụ đang ở đây nhá, mình muốn chạy sang đây nhá. Bấm vào đây này. Xong rồi bấm cho chạy đường can trôn ship này, lăn chuột phát thì ra đây. Và lỗ vía này thì là lỗ vía nào, to hay bé thì mình bấm tab phát để mình kiểm tra cũng được. Thì đây là rule briefer. Đấy. Thì tức là tất cả là briefer. Cái này thì ấn vào đây. Đang chạy dở. À. Đang chạy dở thì bấm tab. Anh chạy một điểm khác, Rồi, trong điểm này. Cứ chạy ra phát đi. Chờ mà sang bên cạnh rồi. Của cái đấy nối ngay sang đây. Ví dụ như đấy cứ nối sang đấy rồi. Cái này nữa. Chạy lên đây đi. Thì can trôn ship lăn chuột một phát. Không, chưa đến đó. Không, nó phải xác định điểm vía đã. Can trôn ship lăn chuột phát xong anh kéo ra đây, anh kéo ra đây này. Kéo xuống dưới này đi. Chỗ nào cũng được. Phải cái chỗ nó đạt được vía cơ. Đúng rồi. Cái chỗ đương nhiên rồi. Của anh ở đây là không biết là đơn vị có khi còn không phải là mm. Nhưng mà chắc lúc nãy chuẩn rồi thôi đúng. Bấm vào đi. Mình chọn đây. Rồi, bấm vào đi. Xong bên đây. Anh cứ xuống đây đi cho nó dễ nhìn. Đấy, xuống đây, bấm vào phát đấy. Bấm phát đấy cho dễ nhìn. Cứ bấm đi rồi, Ctrl Shift. Lăn chuột phát. Nhưng cái này nó đang bị cái lỗi gì vậy? Đấy, đây này. Đấy thì nó có chưa? Bấm phím tab. Đấy thì bây giờ mình xem tất cả các đường này. Đấy, User Choice này anh để vào Prefer thì nó sẽ chọn cái giữa. User Choice thì nó sẽ chọn cái User Choice. Đấy. Bây giờ anh để briefer đi. Anh để briefer thì nó sẽ là đúng cái mà ba cái thì nó là cái giữa. Đấy. Thì cái user choice nó vẫn vào cái đấy đúng không? Nó vẫn vào cái giữa đúng không? User choice chưa chắc đã vào cái giữa. Nó tùy. Xong ok. Vâng. Thế là một lỗi gì đấy. Đây là cái xong cái một bỏ này. Thì cái chạy mạch này thì thường là phải chạy mạch bằng tay. Đấy, thì thường như vậy. Thì có mấy cái là mình phải chỉnh ở trong đấy. Ví dụ đang chạy chỗ này nhỉ, cần to lên. Ví dụ đang chạy đường này nhá, mình chạy lại một đường khác thì cái đường cũ nó sẽ tự xóa đi. Đấy, tự xóa đường cũ đi. Đâu, tức là nếu mình chạy đường khác. Chạy một đường khác, lặp đúng vào cái đường cũ. Tức là vẫn kết nối hai cái điểm đấy thì đấy, nó sẽ xóa được còn lại. Xa điểm này là lý do sao? Thì ông bị như vậy.
Không. Cái này khả năng là cái này của anh là nó báo đây là báo là chập. Chập à? Dây đang bị chập. Thì không biết là anh chỉnh cái gì đó, một cái tham số gì đó chắc là nó to quá. Thế còn ví dụ như này, trường hợp này là trường hợp khó này. Muốn đường to ra. Bây giờ ví dụ như là đường mà giả sử chạy đường to ra nhá, tôi đang đường này à. Muốn cho nó to ra nhá, bấm chạy đến đây bấm tab một cái này thì mình sẽ thay đổi ở cái chỗ này này. À. Đấy. Và nhưng mà nó chỉ thay đổi trong phạm vi mà mình đã chọn mình đã thôi. Đấy. Thì ví dụ như đường này em chạy lúc nãy mình đặt là 0,5 cho đến 3 à đến 2. Thì em chạy đến 3 đi. Báo lỗi ngay này. Là change width là out of range, tức là ngoài vùng rồi. Thì bây giờ mình chọn 2 thôi thì lại vừa. Đấy, 2 này vừa. 2.2 .1 một cái là lỗi ngay, là nó báo là không cho chạy. Lỗi. Có đặt thế, ví dụ đặt lên đây là 3 đi chăng nữa, xong enter này nó báo lỗi ngay. Đấy. Kể cả là accept nó cũng không vô chạy. Đấy, nhưng mà cái này là cái ý của đặt cái vùng đấy là mình giới hạn rồi. Đấy. Thì mình đặt hai. Thế là mình đặt đoạn này to, đoạn này nhỏ, đoạn này to, đoạn này nhỏ. Đấy, thì đây, đó. Đây ví dụ đây đoạn này to đây. Anh cho đoạn này to ra. Đoạn này to ra. Ví dụ thế, còn đoạn này nhỏ đi chẳng hạn. Tab một cái mình cho 0.5 thôi. Đấy, tí thôi. Trong trường hợp là mình muốn thêm đoạn trên này nữa thì mình vẽ kiểu gì? Muốn thêm thì đây mình vẽ ra đây, nhưng cái này nếu mà anh nối vào đây thì nó sẽ tự động cắt một đường ngay. Đấy, xóa đi đấy, nó sẽ tự động cắt một đường ngay. Đấy, nên là thường nó sẽ không cho thêm. Nếu anh vẫn cố tình muốn thêm nhá, giả sử anh cố tình muốn thêm thì anh vẽ nó không đến nơi. Anh hiểu không? Đây này, giả sử đường này nhá, em cố tình muốn thêm thì em vẽ nó đến đây thôi. Tức là chưa đến nơi đúng không? Nghĩa là phải nối vào đây. Nối vào đây này thì nó mới mất, hoặc lối lên đây nó mới mất, nhưng mà em sẽ đến đây thôi. Thì em quay đi đấy, nó cũng đã hiểu, chạm vào nhau nó đã hiểu là chạm rồi. Đấy, tức là kiểu gì thì kiểu nó cũng sẽ gác lên một cái. Đây cái vấn đề đặt ra là muốn thêm như thế thì bằng cách nào? Muốn thêm như này được thôi, không vấn đề gì cả, vẫn thêm được bình thường. Nhưng anh đặt một cái này ở cái lớp đấy, một cái đường này ở lớp bottom. Cái đường này là lớp vô tầm, cái đường này là cái đường được kẻ bình thường của mình. Rồi. Không phải là đường chạy mạch nhá. Rồi. Mà đây là đường kẻ, bị đường kẻ giống như kẻ khung vừa rồi của mình ấy. Đấy. Thế bây giờ đặt phím tab đấy, dày là bao nhiêu? Cái này là line mà. Dày bao nhiêu? Anh đặt 3 đi chẳng hạn. Thì nó sẽ cho anh một cái đường là dày 3, anh sẽ chạy từ đây đến đây. Nhưng tất nhiên đường này là khi anh ăn root on đường này là không mất. Vì đường này là line chứ không phải là root, nó không phải là đường không phải mạch điện, nó không tính là đường mạch điện. Đúng nó rồi. Tính là đường kẻ. Thì như thế này, nhưng khi xuất mạch in nó vẫn ra bình thường vì nó nằm ở lớp tốt. Nó nằm ở lớp vô tầm. Ở lớp vô tầm. Đường và nó vẫn là đồng. Đường nào? Đúng rồi. Cái kia. Nó là kia. Đấy đúng rồi. Thì hôm nay mình muốn thêm đường này cái. Đấy anh bấm vào đấy. Anh cứ zoom to là nó sướng. Lăn chuột. Đấy, cho đường nó rộng bao nhiêu. Nhưng cái như này, trường hợp này là trường hợp hạn hữu. Đấy, đường đấy mình cố tình cho to như thế thì nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà nó vẫn to. Nhưng mà khi anh ăn rút được phát thì cái đấy nó không mất, anh phải xóa bằng tay. Hoặc là anh phải chọn dạng như này, chuột phải xong chọn file similar. Và tất cả đối tượng là line. Đấy, thì mới được. Nót nét này nó không có đường nào cả. Thì chọn phát này, ví dụ như này. Ok, cái tất cả những đường nào không phải nét nó chọn hết. Nhưng mà đây trong này là sự giống như lúc đấy, giống mà như mình chọn line, nếu mà nó không có nét thì là đấy. Anh tưởng là nếu mà nó nối vào đây thì mặc định nó sẽ là nét. Đây không nối, bởi vì cái hai cái đối tượng này khác nhau nhỉ. À. Cái này là line. À. Nhưng khi mà nối vào đây thì nó cứ để như này thôi, nhưng mà nó có điểm đầu điểm cuối, nhưng mà thực ra nó có nối vào cái gì đâu. À. Đây em bê thằng này ra đây này. B thằng này là EMF. Trong trường này là của mình, là mình đã bỏ lỗi rồi. Chứ nếu không có thì nó sẽ báo xanh ngay, có một cái line. Đúng rồi, đúng rồi, nét, đúng, nét. Đúng rồi. Nhưng thằng này là line, còn thằng này là check. Hai khái niệm nó khác nhau.
Đấy. Không, như kể cả là hai khái niệm khác nhau, như ví dụ như thằng này, ví dụ như thằng cái thằng lỗ của em lúc nãy, lỗ góc của em là nông nét nhé, mà em nối vào GND bảo luôn nghe được. Không nối được. Không thể nối được. Không nối được. Đấy. Không nối được. Mà kể cả cái line này của em nó vẫn là đồng. Đúng rồi, đúng lầm nha, đúng không? Ví dụ như thằng này nhá, thằng này em cố tình nối vào đây nhá, nó không cho, không mở cho nối. Và khoảng cách của nó sẽ bằng cái clear ra. Mình đặt là bao nhiêu đấy thì. Thế nhưng mà bây giờ cho em nối một cái đường line qua đây phát thì được. Không. Thì được, nhưng mà nếu mà check lỗi thì báo lỗi. Nếu check lỗi thì báo lỗi nhà đúng không? Đấy thì đấy là những cái mà thuộc dạng là mẹo thôi. Được thôi. Đấy thì bây giờ vấn đề đặt ra là bây giờ này, cái này này. Cái bớt này này. Ví dụ như cái con này này, mình chạy một đống này này, thế bình thường này phải chạy từng đường một, đấy. Thế nhưng cái này thì không, cái này mình có thể chạy không chạy một đường, mình chạy phát cả bớt luôn, rồi cả nhóm. Trong trường hợp này là mình vẫn chọn được những từng bớt này, cho mình chọn chung một rút được. Đúng rồi, đúng rồi. Thế bây giờ muốn biết từ đâu thì để em nhìn như này cho dễ, để như này, nhìn từ đây đến đây đúng không? Là đến số 2. Thì em quét như này, can trôn chip xong quét phát như này. Đấy, để chỉ để chọn chân thôi. Chân rồi. Can trôn chip chọn chân xong rồi mình chạy vào đây. Cái này là cách nào? Multi connection. Anh xóa cái đấy đi. Không, anh xóa clear đi, bấm vào đây. Xóa một cái nút xóa rồi. Đấy. Bây giờ muốn gấp con này là không gấp được à? Di chuyển được chứ, đấy thế. Bây giờ anh cho vào cái này, em bấm vào đây phát. Bấm vào đây thì tất cả các đường nó ra. Thì bây giờ đặt đường bây giờ hiện nay nó đang là 3 ly. Vì người từ đấy mình đặt 3 ly. Đây nhá. Bình thường nhá, anh can trôn này, ship này. Xong bắt đầu quét một phát. Những anh chỉ bôi những cái chân thôi, không bôi cái khác. Khi anh bôi cả U1 rồi. Yeah. Anh chỉ bôi chân thôi, can trôn ship, bôi chân, rồi, đấy, đúng rồi, xong bấm vào đây, interactive root, multiple collision, bên phải cái chạy dây lưng lẫy, đây này, không bên trái, đấy đúng rồi, bấm vào đấy, bấm vào một trong các chân kia, xong bấm một chân nào đó, xong kéo ra. Bây giờ của anh không chạy được. Vì là cái của anh đang báo lỗi clearance, tức là trùng nhau nó không cho anh chạy. Đúng rồi, nó bị ke bé quá. Đấy. Thì cái này là nếu mà đặt đúng thì nó sẽ chạy như này. Thì đường dây như này to quá không chạy được, thì chỉnh lại bấm tap phát thì sẽ chỉnh toàn bộ. Cái đây cái spacing nhé. Cái spacing là ví dụ như mình để lúc nãy em để .5 mà. Đây mình để .4 này. .5 cũng là rộng lắm rồi. .5 cũng được. User choice mình để minimum hoặc review em để minimum nhé. Cho đường nó thoải mái. Đây. Thì cái .5 thì nó thu về bớt còn .5. Đấy. Vì là mình chạy bớt mà. Thế mình em nói luôn cả kích chuẩn nào. Vâng. Thì ở đây mình không chạy thì chỉ bấm vào trái, chỉ khi nào mình cấu hình mình mới chọn chuột phải. Đây này cứ di chuột thôi. Mình dê cho em sao cho khéo, bởi vì dê không khéo cái này nó máy nó sẽ hơi chậm một tí. Máy em coi i7 mới còn chạy như này, máy anh mà không ấy thì nó sẽ hơi chậm một tí. Đấy thì mình di sao cho nó hợp lý, ví dụ đến đây là hợp lý chốt rồi. Bấm vào phát. Đấy, phải di tiếp. Đấy, bấm phát xong rồi di tiếp. Di tiếp thì mình ở đây này là em đang quét thừa một chân đấy nhá, so với chân kết nối này anh nhìn nhá, em đang quét thừa một chân đúng không? Đúng đấy, thừa một chân cho nên là nó sẽ không nối được đâu, đúng không? Đấy cho nên mình quét lại, tốt nhất là quét lại và bỏ cái chân này đi, căng chân ship và chỉ đến đây thôi, chỉ đúng đường có bớt thôi thì nó mới chạy, nó mới đẹp. Bấm ra bây giờ chạy, bấm ra, bấm một cái có cái này chờ. Spacing 6 mình nhỉ. .5. Ok. Trong trường hợp mà nó phải lật sang hai mặt vì nó chéo chồng nhau, nó có tự chạy không? Tự được bình thường. Đấy, bấm như này. Em ví dụ như này, can trôn ship một phát thì cái khoảng cách .5 nó không đủ để đặt phát. Thì mình phải dừng lại ở đây xong mình chạy phát xong mình chạy tiếp. Đấy. Thế nhưng mà ở đây của em thì chạy như này, em chỉ bấm vào đây thôi phát xong.
Thì chạy bớt nó mới ngon. Ngon mà trông nó đẹp. Ngon mà đẹp. Như cái này là lỗi đang ở cái gì đấy? Cái này của anh là khả năng đang là cái đặt dìu ấy của anh nó hơi bị to quá. Cho nên là đây này, walk around off stage with from room refer via side user choice road width yếu quá, cái đường này đang chạy với những cái như thế này, bây giờ chắc là mình phải chỉnh cái gì đó trong này. Spacing from room là anh để 0.3 đúng không, nhưng cái này này nó spacing của nó đang là 0.27. Đấy, root là anh để root prefer, để root minimum xem chạy được không nhé. Đấy, thấy không? Em để minimum phát chạy được ngay vì cái prefer của anh đường nó to quá. Đấy, chạy được rồi đấy này. Tức là do anh đặt cái anh chọn cái đường ấy, to hay bé. Đấy, thì đấy, thì bé như này là vừa đúng rồi thì nó mới chạy này. Đấy. Thì đây có những cái nào có đường như là tất cả đâu. Tăng cái ra, phải cho bé đi. Mình để Unity đúng không? Đấy, bây giờ bấm vào đây, bấm vào thằng này, bấm xuống. Nhưng cái này thằng này cũng không cua ra được, bởi vì nó không đủ không gian để cua. Trên nó sẽ không làm gì. Tức là cái này mà cua anh tưởng tượng bằng này nhá, nó phải đến đất đây cơ. Đấy, nên ví dụ như là mình chỉ chạy có 2-3 cái thôi thì được, tầm này thôi thì em nghĩ là ok, không vấn đề gì. Bấm vào đây chạy tiếp. Đấy, thấy không? Như này mới đủ rồi. Đấy. Thế này chạy được rồi. Để cho nó chạy, nó tự động nó chạy sang hai mặt đi. Đấy, cái này mình đang chạy bằng tay. Thế còn tự động ấy thì khi mà mình chạy bằng tay xong rồi bắt đầu mình mới cho tự động. Bây giờ giả sử chạy bằng tay xong rồi như này nhá. Lưu lại cái đã. Thế xong mình chút tự động mình run auto route on. Đây này vẫn bị lỗi lên này. Không thể chạy được. Full clearance. Clear ra nên để bao nhiêu mà nó ấy 0.3. Đấy, không để 0.125 phát hết lỗi luôn. Đấy, thì bây giờ nó sẽ tự động nốt cho anh. Như tự động đây là tự động đây là tự động mà nó không giữ rồi. Nó có cái kiểu tự động giữ cơ. Xong rồi. Rồi chạy tự động nhé, nét on nhé, nhưng mà giữ nguyên để lock on pre-root, giữ nguyên tất cả những cái gì tôi đã chạy trước đó tôi đã chạy rồi, phải lock hết lại, khóa hết lại. Thế cái đoạn này phải giữ, còn thức ổn thì chạy nào chạy được. Đấy, thì bây giờ nó mới bắt đầu nó sinh ra những cái kiểu chạy mà giữ nguyên cái mình đã chạy. Còn mình phải lock lại đi. Đúng rồi. Thế ví dụ như là cái này nhá, mấy cái đấy, kiểu như thế, mấy cái này là mình chạy kia rồi, bây giờ mình chạy lại thì nó sẽ chạy lại từ đầu. Bây giờ em chạy này auto route on này, đấy thì mình khóa lại, khóa tất cả những cái gì mình đã chạy trước đó, khóa lại xong rồi auto route thì nó mới đấy, còn cái nào nó mới bổ sung vào cái đấy, nó mới tự chạy fail. Đấy, chạy lỗi này, lỗi hai cái vì đơn giản là cái này chạy briefer mà clearance của mình rộng nên cái này đã chạy như này rồi nó không chạy nữa. Nhưng mà mình mà chạy bằng tay thì mình chỉnh lại chạy ngon lành mà. Đấy. Cái này với hai cái đường này chọn chạy nốt đi.
nó làm vừa cái kia vẫn không đủ ok. À cái kia nó đòi quay lại. Đây này, đây này. Đấy, nó đang à, 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 đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, tức là mình phải chạy hộ nó một đoạn. Đây này, đấy. Cái liran của mình to quá nên nó không phi vào được. Chịu. Đấy, thì bây giờ đành phải là chỉnh sửa lại thôi, vào design xong rồi design vu này chỉnh sửa lại cái này thôi, chỉnh sửa lại cái liran đấy. Em đang để 0.5 mà để 0.3 chẳng hạn thì chạy được ngay, không vấn chắc đối với 0.3 đối với nó không vấn đề gì. Còn nó là mạch liran mình là cái 0.35 rồi, 0.3 là cố lắm mới làm được, 0.3 cố mà 0.3 phải tạo cái cao nó mới làm, mà nó bảo em thì là em có dính hết. Đúng rồi. Đấy nhá, xong bây giờ mình đến công đoạn này rồi nhá. Vào đến phủ mát. Phủ mát thì mình vào đây. Vào lên này. Đấy. Phủ mát thì bây giờ mình cho cái đường mát này kết nối với cái gì? Tức là đến 90% mạch em chạy là đều phủ mát hết. Tức là mạch nào em cũng phủ. Thế các cái đường này là kết nối với GLD. Đấy. Kết nối với gì? Mát GLD. Alo. Ờ đúng rồi. Có gì cái gì em? Muốn học Antium á? Một mình em học hay nhiều người? Thầy chỉ dạy từ 5 đến 7 người trở lên. Nói chung là nếu mà kiếm được khoảng 10 người thì chi phí nó sẽ rẻ nhé. Thường ý thì nói chung cái đấy thì còn tùy vào số lượng đông ý. Nếu mà số lượng các bạn mà đông ý, thì thầy sẽ giảm học phí đi, còn số lượng ít thì học phí nó sẽ tăng lên. Thế nhưng mà đối với các bạn mà một lớp đông như thế thì thường khoảng 500 đến 700 gì đấy, thường là như thế. Ok. Phải nào. Còn bây giờ ví dụ anh muốn xem một cái hình hồ quạc ở đây nhá. Logo nó viết hả? Ví dụ như là đây thì có khi bắt đầu chạy đi ăn một cái cơm lê văn hương thôi. Chưa tiếp tục công việc. Ở đây nó có một cái là nó cách đấy tầm khoảng đây là em được ra đây là cái đấy là mình ghép nhiều cái vào thành một cái. Không đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở trong này thì em cũng ít điền mà chỉ điền vào thư viện thôi. Em ví dụ mình tạo một cái thư viện. Đúng rồi. Tạo một cái logo trong thư viện mình nhắc nó vào cái thư viện. Nhưng mà logo trong thư viện thì nó khổ cái kích thước lại cố định. Mình muốn nó to bé. Đúng rồi, khi mà chạy vào đây thì thường nó sẽ phải đi. Mình phải tạo nhiều cái logo đó. Nhiều logo các kích cỡ khác nhau. Bây giờ như một cái mạch kia thì là mình phải vẽ lại toàn bộ cái mạch, cái thư viện chứ, hay là nó có sẵn để chọn không? Đa số là vẽ thư viện. Cái này thì chưa chắc, nhưng mà những cái này là có thư viện đây này. Cái này có thư viện đây này, những cái này là thư viện không có này. Con này thì có thể có này, con này có thể có. Còn tùy vào cái khả năng nhìn nhận mạch của mình nữa. Nếu mà mình nhìn ra mình thấy tương đương với cái nào mình thay thế thì được.
Nếu mà lửa Trường Xuân nó không đủ với cái vật tư linh kiện thì nó cũng không thể 3D cho mình được. Đúng rồi, chính xác. Cái phải làm sao trong 3D. Cái tạo thư viện 3D thì nó là thư viện 3D thì thường là phải có một cái thư viện 3D mẫu. À. Sau đó thì mình mới lấy cái đấy mình ghép vào thôi. À. Mình làm cái phần 3D của nó vào thôi. Trên mạng nó có một cái trang web để cho mình lấy các cái thư viện về, nhưng mà nó không nhiều đâu. Thì cái này là phải biết vẽ 3D cơ. Vẽ 3D xong bằng một phần mềm vẽ 3D chuyên nghiệp ấy. Ví dụ như là bọn mình vẽ là trên SolidWorks chẳng hạn. Thế sau đó thì nó mới xuất cái 3D trong SolidWorks ra file.net. Xong nó mới ép vào đây. Đấy, thì mới được 3D. Đấy nhá, coi như phần chạy máy in như này nhá, còn một phần nhỏ nữa. Đó là xuất cái này đi, xuất ra. Thì nhiều khi mình muốn xuất ra mình tự làm, mình kiểm tra gì đó. Đến đây thì như trường hợp của các anh là đến đây là xong rồi, là có thể gửi cái này đi đặt mạch được rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn tự làm ấy, thì mình vào file, xong vào fabrication output, xong rồi vào final, tức là 3 chữ F. F. Đây, ví dụ như là ở đây em mới phủ lớp 1 lớp là lớp bottom nhá, nó tốt chưa phủ. Yeah. Vào final đó. Thì đây nó sẽ tạo ra một cái như thế này. Một cái trang để in tất cả những các cái mọi thứ ở đây. Mình ở đây. Thì mình cấu hình đây bằng cách là page setup. Mình cho ra khổ A4 này ạ. Nhiều khi mình in ra, mình phải in thật ra, xong mình kiểm tra xem là cái linh kiện của mình đặt vào có vừa hay không trước khi đặt mạch các kiểu ấy, mình phải thử đi thử lại xem là, ví dụ để đây là kích thước là A4 này, xong để tỷ lệ là scale pin là để 1, tỷ lệ 1:1 đấy. Thì thường thì em để cái này là mono đường mạch mà, để mono, sau đó thì ok. Như vậy thì cái này nó sẽ tạo ra là tỷ lệ đúng bằng cái đúng thế. Bằng cái thật. Thế nhưng mà kinh nghiệm cho thấy là cái con này 28 chân thì nó sẽ có 27 ô trống từ khoảng nọ sang khoảng kia. Thì mình làm nhanh một cái phép tính là bằng 27 nhân với 2.54 nhân với 2.54. Cái này của em là 2.7 rồi, đặt lại sáng nay 2.54 thì bằng là 68.58. Thì đấy là độ dài thật. Bây giờ mình bấm một cái thước này này, 68.58. Thì như mình làm một cái gì đó sai rồi, là phải chia đôi bởi vì nó chỉ có 13 thôi. 13 bằng 13 mà nhân với 2.54. Đấy, thì cái này chỉ có 33,02 ly. Thì mình để một cái thước này lên 33,02. Đấy, đúng rồi. Thế bây giờ mình mới zoom cái này. Lâu đấy, đây. Mình mới zoom cái này về 33,02. Thì khi thiết kế, mình sẽ đo con dài nhất, thế được rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ lấy tất cả các linh kiện thử, mình gắn thử lên đây xem là nó có vừa không. Đấy. Đấy, phương pháp thiết kế nhanh nhất là như thế nào, để xem là cái linh kiện đấy, bởi vì là nhiều khi mà thiết kế mà những cái linh kiện mới mà mình thiết kế áng áng ấy, ví dụ tụ này chẳng hạn nhé. Đây, ví dụ như là con này chỗ đo vào mẹ đo mẹ tan người ra đây, thì ốp con này vào thử xem là có vừa chân hay không. Đấy, thì trước khi đặt mạch thì làm như thế nó sẽ giảm bớt đi được cái thời gian mạch bị sai. Không in ra giấy được mà, đây cái này là mình print luôn đúng không? Anh cấu hình đúng, anh sẽ print được. Thì bây giờ mình như này nhá. Mình bấm một cái này vào FFF thì nó sẽ ra cửa sổ đấy đúng không? Yeah. Đây tỷ lệ 1:1, anh phải đặt thành tỷ lệ 1:1. Đặt trong cách nào? Đặt chuột phải vào đây. Chọn page setup. Xong tỷ lệ đây là 1:1. Scale đặt 1:1, quét phát là 1. Ở đây letter anh thể đổi thành A4. Rồi để mono. Ok. Close đi. Thì bây giờ nó sẽ là tỷ lệ 1:1. Ví dụ anh bấm đây cho dễ nhìn cái đường anh có một. Trong còn một cái nữa anh chuột phải vào đấy, cho dễ làm chuột phải vào đấy. Xong rồi chọn configuration. Configuration chuột phải đấy, anh đấy đấy. Đó, configuration. Xong rồi ở đây ví dụ cái lớp mấy cái lớp top và lớp bottom mình để một cái nút hole để lỗ, sâu lỗ. Đấy. Thế thì bây giờ là cái này là có lỗ rồi. Thì
thì bây giờ là mình nhìn thấy là nó có lỗi như này rồi thì mình cho chân bấm chuẩn, in ra xong mình ốp thử vào xem như thế nào. Đấy. Bây giờ mình in bình thường thôi, in thôi. Đấy, em thấy in PDF để giữ lại, in ở giấy được đấy. Đấy. Là đấy xong rồi la lên mạch. Em chuyên gia thế. Mạch của em là mà nhiều người không phát hiện được. Đi ra giấy A4 là có được 100% không? 100%. Nếu như anh chỉnh tất cả mọi thứ đều là A4. Nếu mà anh cái này anh để A4, cái kia anh để letter thì vứt đi. Thì đó bị sai thì đấy này. Tất cả mọi thứ phải để cùng A4. Tức là để A4 mà in ra giấy bình thường. Setting cũng A4. Tất cả mọi thứ đều là A4. Giấy bình thường cũng là A4. Máy in của mình kia cả cấu hình cũng phải A4. Tức là tỷ lệ 1-1 luôn. Tỷ lệ 1-1 thì tất nó cả sẽ đảm bảo chạm đều là A4 hết thì là nó mới tốt. Nhưng cái là cách là thì là xử lý. Em đến cái mạch mà mạch này này. Mạch này em còn làm bằng tay mà. Con này này con AK kia mà. Cái in cái này như nhá. Và tờ giấy trắng nhá, xong rồi úp tờ giấy trắng đến vào cái này. Xong người ta là lên là xong người ta bóc cái tờ giấy ra thì cái mực in nó ở lại trên cái này. In giấy trắng nhưng không phải in giấy gì ạ? In giấy nó có một loại giấy gọi là giấy hồng hà, giấy màu hồng hà tốt hơn giấy trắng nhiều. In xong rồi anh vứt vào trong cái hộp nước xà phòng, cái chậu nước xà phòng ấy. Thế là chậu nước xà phòng nó làm mủn cái giấy màu của con ấy, hồng hà là mủn đi. Thế là mình chỉ cần lấy tay mình vuốt là nó đi hết. Thế xong rồi vứt vào cái chậu nước rửa mạch. Thế xong lắc lúc thì là coi như là nó ấy xong là ngon. Chứ không phải giấy bằng trước mình hay dùng cái giấy mà nó gọi giấy can vẽ. Giấy can bây giờ nó chất lượng kém lắm. Giấy can bây giờ nói lại là nó làm bằng bóng. Cho nên in anh in hay hẻm trống thì là một. Cái thứ hai bóng ấy thì bắt đầu là in vào nó bị hay bị trượt mực cơ. Đấy, trôi mực ấy. Thế là em như là em hay dùng nó hay bị rỗ. Thì nếu như anh kiếm được đúng cái loại giấy mà nó là cái giấy cũng dạng giấy can nhưng mà nó phải là hơi không bóng lắm, nó bóng vừa, thì khi mình in thì cái giấy can nó có đặc điểm là xong là cái lớp giữa mà ngâm nước nó bỏ cái bục. Đấy, thì cũng được. Mình làm để nguyên nhân mình ngâm vào nước thì đúng rồi. Thế còn nếu mà giấy can bóng mà anh in tốt nhá, không sao, vì nếu giấy can bóng anh in chỉ được vài lần thôi là máy in chống có vấn đề ngay. Đấy, cho nên là bọn nó không in được. Đấy, xong đến nếu mà in được bóc nó có nhiều cách lắm. Bóc nó toàn bị rỗ thôi, đúng rồi. Như em làm thì có thể là mình làm bằng giấy nảnh, nếu mà bóng thì chọn hẳn giấy nảnh nó xịn. Đấy, in lên đấy thì nó tốt hơn là giấy can thì bóc được. Lần nọ em làm 165 cái bộ chuyển đổi thì cho bọn pháo em dùng giấy nảnh in. Đấy, giấy nảnh trong lòng ngâm cho nó giã cái không cần phải ngâm, in ra là xong, bóc cái giấy ra, bóc giấy ra là mực nó nằm bên kia. Giấy nảnh thường nó bám chặt lắm, được cái in bám chặt không, nó bóng không bám chặt, bóng in mực ra xe mực kia thì bám chặt, mực in phun thì bám chặt. Giấy in ảnh là giấy để dùng cho mực in phun, đúng không? Rồi mình còn 6 giờ mình còn 2 mục con nữa. Cái này bây giờ mình muốn sửa cái nội dung này thì bây giờ anh muốn như nào này, sửa nó còn 3 cái lỗi này, 3 cái đường dây thì anh xóa cái format này cho em. Bấm vào đấy. Bấm vào cái lớp top layer này này. Rồi, xóa format. Rồi, bây giờ anh phải chạy cho em bằng tay 3 giây này. Bấm lên đây. Bấm vào, đấy. Chạy ra kia. Nhưng mà cái này, cái cách chạy làm sao cho để anh phải chạy đường nào trước, đường nào sau. Cái đường anh chạy kiểu này thì cái đường này kiểu gì cũng sẽ bên ngoài đúng không? Thế tại sao anh chạy đường này trước? Anh chạy sát vào, đúng không? Không, anh cứ đánh như thế. Đấy, đường này chưa chạy sát vào, nó không chập luôn sao? Không bao giờ chập, đấy. Tự nó sẽ tự tìm đường. Đấy, anh chạy vào cái đường này nó còn nối đi đâu? Đường này không nối đi đâu mà. Có 3 đường trong thì nối thôi. Không, đường này nó không nối. Được rồi, chăn hơn hết. Đấy, anh chạy đấy đường này, nó chỉ có đường này thôi. Đây đường này. Đấy, đúng rồi đấy. Đấy, nên anh cứ chạy
Ô, không cần về ấy, đang chạy dở cũng phải xóa, đang chạy dở anh bấm xóa lùi nó khắc lùi về. Này chưa. Đấy, nó chạy đi. Anh cứ di vào đến tận đây thì nó thích chạy đâu nó chạy. Đấy. Kệ nó thích chạy kiểu gì chạy, kệ. Hôm tí mình cái đấy xấu thì mình chỉnh sau. Những cái này anh chạy thì chưa phát những cái này không chạy được. Đúng không? Rồi anh cứ chạy ra đây đi, anh chạy ra đây anh chờ chưa? Anh cứ bấm phát đây thôi. Kệ nó thích chạy kiểu gì chạy. Rồi, chờ đấy chưa? Bấm phát nữa. Rồi thôi, chuột tả. Rồi xong cái đường thứ ba. Rồi, anh lại chạy ra đấy đi. Chặt chỗ đúng không? Bây giờ chặt chỗ như này, anh bấm đến đấy, anh bấm đến đấy chưa? Rồi, bấm đến đấy, thôi dừng lại. Xem nào, bây giờ di cái thằng này đi, hay là bấm... Bây giờ muốn không, di đường này lên thì cách nào không, di? Không, anh bấm thằng này đi. Không, bây giờ muốn di đường xanh lên rồi. Anh nào? Giữ phím control, bấm vào cái đường đấy, di đi, kéo đi. Đấy. Anh mà không bấm phím control ấy là lỗi ngay. Đấy, đấy anh cứ di thoải mái để anh xem, anh đấy đấy, đấy nó khắc lỗi. Rồi. Nhưng mà là lên được đúng không? Đúng rồi. Thế cái này bằng cách di nó không chạy lên à? Cái đấy thì nó lại không chạy đâu. Cái di cái con linh kiện thì cái đường mày không chạy, nó chỉ có di đường mày thì nó chạy thôi. Không, anh bấm vào đây, anh bấm vào biết đấy. Đấy, nhiều cái chúng nó xóa đi thôi. Đấy được rồi. Đấy, anh bấm kia, nó chạy ra. Đấy. Thế bây giờ đến đây này, đến đây về vấn đề khó xử lý, anh kéo cái chỗ này cho ra giữa màn hình. Chuột phải. Rồi, nhưng mà anh giữ con trôn kéo cái đường này rộng hay anh chạy lại cái đoạn này đi, chạy lại cái đoạn này, không cần phải giữ con này. Vâng, anh bấm chạy đi. Anh chạy lại cái đoạn này, bấm từ trong này đi cho nhanh. Rồi giữa. Rồi, chạy ra, rộng ra. Thế, rộng ra, lên. Ôi đừng lên quá. Rồi, lên vừa, lên như vừa đâu. Rồi, vào đấy. Phát xong. Phát rồi dính đi. Rồi, đấy. Thì anh chạy đường này. Ô anh đừng hủy lệnh này nó phí. Thế này chạy ra. Bắt vào giữa đúng không? Vâng đúng rồi. Nên tí thôi, không cần để nên ở giữa đây thôi. Thế rồi. Thế xong anh giữ control shift, ngăn chuột phát. Rồi. Chạy ra ngoài. Cứ thoải mái như thế, control shift, ngăn chuột. Rồi, đây anh bấm đi đã. Rồi, bấm vào. Phát nữa. Rồi. Ê, đường cuối cùng. Đấy. Phát nữa. Trượt. Thôi cũng được. Bấm đi. Rồi. Đấy. Chạy đi. Thế em thì nên đổi cái Uniki này sang An Z. Chạy nhiều khi nó không tức. Thôi. Xong rồi vấn đề nó ăn Z ấy. Đấy, để ăn Z thì nó không bị tinh. Nó không bị trùng với thằng khác. Rồi. Đấy, thế là coi như là xong. Thế bây giờ vấn đề là liệu đã hết đường chưa? Đúng không? Ừ. Vấn đề là như thế. Liệu đã hết chưa? Thì bây giờ anh làm này này. Được chưa? Bấm vào đây. Bấm vào, đầu tiên bấm signal layer. Signal layer. Signal. Rồi zoom lại để xem là các đường của mình như thế trông ổn chưa? Được chưa? Đúng không? Rồi anh bấm vào top layer. Chuột phải. Rồi 2. Rồi bottom layer. Bottom layer. Anh hai lốt cái bottom layer kìa. Như vậy bây giờ còn đường nào nó sẽ xuất hiện? Đây ví dụ như này nhé. Ở đây em xóa đường này đi nhé. Xóa một đoạn ngắn này thôi. Đúng không? Nó sẽ thì bây giờ em ẩn cái lớp top đi, xem ẩn luôn cái lớp vô tầm đi thì đây nhìn rõ ràng còn đoạn này. Xem nó còn thằng nào nữa. Đấy, thì mình xin nhìn xem còn thằng nào. Xong bây giờ hiện lên thì mình chọn on layer phát là nó hiện lại. On layer bấm vào cái LS này này. Layer set đấy. On layer đấy thì nó hiện lại. Đấy thì cái khâu đấy cũng là quan trọng. Cái khâu đấy cũng là quan trọng để xem là nếu mình chạy bằng tay thì nhiều khi đường ngắn sót hay sót. Không đúng hết. Đấy. Bây giờ mình gửi cái file in là mình có xuất ra cái file gì khác không? Không, cứ gửi cái này đi, chúng nó gửi này cũng làm cho. Nó khóc phải biết làm gì. Ví dụ như này anh bị anh in muốn in cái chữ này chẳng hạn.
thì anh kéo cái chữ, bây giờ cái chữ của mình chưa có giá trị đúng không? Cái chữ này này, ví dụ C7 nên muốn nhưng mà phải cho hiện giá trị lên đây. Đấy thì làm nào để hàn linh kiện cho dễ mà. Đấy thì anh chuột phải vào chọn file similar object. Xong rồi tức là bất kỳ thằng linh kiện nào. Đấy ok. Bây giờ nó sẽ chọn tất cả những linh kiện. Xong mình vào PCB xong inspector. Thế thôi, cứ ok đi. Rồi anh kéo thằng này xuống, xuống bấm vào kéo thả vào cái mũi tên. Đấy rồi PCB inspector PCB đúng không? Thế nó khi nó có thằng này rồi, bây giờ mình chuyển phải vào đây. Thôi, đừng anh bấm sang đây, anh bấm sang đây. Rồi ở đây có chữ show comment nhé. Show comment là chưa có. Đấy thì giá trị của mình là một comment. Đấy thì bây giờ bấm vào đây để cho nó hiện lên. Đấy thì bắt đầu anh mới đi công đoạn sắp xếp, nhưng mà như này chữ to quá đúng không? Đúng không? Đấy xong bây giờ anh bấm ra thế xong rồi anh clear đi. Để làm cái công việc này thì anh bấm vào layer xong rồi năm xích là layer chưa? Năm xích. Tức là bỏ hết những cái mà không, nó không phải là cái điện. Đấy, cái đường ấy là rối mắt. Bây giờ anh chuột phải vào một chữ bất kỳ đi. Xong nó chọn file similar object. Đúng rồi. Thì ở đây đây toàn bộ là text hết đúng không? Rồi. Đấy. Thì bây giờ mình chọn là top overlay. Nó có phân biệt cái designer hay là cái con công nghệ không? Không. Nó chỉ phân biệt lớp và text. Lớp anh chọn top overlay bởi vì cái này của mình là top overlay, kích đúp vào đấy để chọn xem là giống nhau. Thế xong anh ok một cái. Rồi. Xong bây giờ lại sang cái inspector lấy. Đấy. Bây giờ có mấy cái này, mình muốn chỉnh cái gì ở đây? Đúng không ạ? Đây mình đã chọn hết tất cả những cái chữ rồi nhá. Rồi. Muốn chỉnh cái gì ở đây? Thế bây giờ một là chữ to hay chữ bé đúng không? Chữ to hay chữ bé, rộng hay hẹp, kiểu chữ là kiểu gì? Thế bây giờ ở đây mặc định nó là kiểu chốc phun. Cho nên mình phải chọn nên là cái chuyển thành true type phun. Thế cài này. chọn về true type font, text khai dưới chắc chắn là bên đấy. Anh bấm vào giữa, anh kéo về cho dễ nhìn, bấm vào cái giữa cái ngăn hai bên đấy, kéo về cho dễ nhìn. Thế đang chốc font thì anh chọn là true type font để cho nó đa dạng. Thế bây giờ anh mới chọn là chiều cao là bao nhiêu, true type font. Rồi bây giờ anh chọn là chiều cao này và độ rộng đúng không? Thì chiều cao này ví dụ như mình để 1.5 mm hợp với không. Ví dụ trường hợp này của anh là để có 0.8 này, đến 1 này. Trường hợp này này, đây này, cái này này. Cái này này, chữ chỉ cao đến 1 thôi. Yeah. Đấy thì anh ví dụ anh chọn là cho 1. Tay width là độ rộng của chữ, nét chữ. Thì là cho độ khoảng đây, .025 mình cho độ khoảng .3 này cho nó đậm hơn tí. Thế thôi nhỉ? Đấy, thế là trông chữ có vẻ là ấy đấy. Trông béo gầy gì thì cho bôn một cái cho nó béo. Mà chữ này mình có chọn được không chữ không? Có chứ. Đây, có cái dòng area này. Chu tài không này, area này. Anh nhìn thấy chỗ nào có chữ area. Area này, đấy. Đây. Area đấy. Chu tài phông nêm anh bấm mũi tên xỏ xuống. Đấy, vì anh thích phông nào. Đấy, tiếng Việt đâu. Không được đâu. Tiếng Việt á? Tiếng Việt anh thử nhá. Tùy xem máy mình có hay không. Nếu mà tiếng Việt mình mà máy kia nó không có thì nó sẽ sai phong. Đúng rồi. Chuyển sang bên khác nó phát là lỗi ngay. Chuyển sang máy mà nó làm ấy. Bằng cách nào mình có thể cố định được cái này? Chuyển nó thành hình nhỉ? Cái này là kiểu dạng như là thuộc hệ thống của Windows. Cho nên là anh ví dụ anh chọn ở đây là phong như cái phong của anh. Em có những loại phong mà không ai có thì đi sang nhà khác thì chịu hết. Lỗi hết sạch. Thì có anh. Thì ở đây anh chọn một cái phông ví dụ như này. Nó có những cái phông mặc định của nó đâu. Không mặc định như thế nào. Ví dụ cái thằng Protheo chỉ có 3 cái phông mặc định thôi. Phông thằng này thì thoải mái. Thằng này nó cho thằng Protheo 99 là nó không cho import phông ngoài vào. Đúng rồi. Nó chỉ phông hệ thống của nó thôi. Thằng này cái vấn đề bây giờ ví dụ như mình gửi sang thằng Hàn Quốc nó làm nó không có phông của không. Chết rồi. Anh để phông nào của Win ấy, Unicode ấy là nó có tất.
Ví dụ area nhá, là cả thế giới đều có, đều có hết. Thì anh lo gì, đúng không? Ví dụ của em ở đây của em có phông ánh minh 1.1, anh làm gì có không? Nhưng mà cứ để Arian này là ok. Thế, cứ để Arian thì thế giới đều nhận được hết. Có Arian hát không ấy? Có đủ hết mà. Không có. Arian là phông Unicode rồi, anh cần gì có chữ Arian hát? Chỉ có VN Arian hát thì có. Đấy, xong bây giờ nhiệm vụ rất đơn giản là ngồi bê từng cái một, sắp xếp làm sao cho nó hợp lý để đến lúc hàn lên trận cho dễ. Đấy, thằng nào vào thằng nào thì đấy lại là kinh nghiệm, gọi là sao cho nó dễ nhìn. Mình sửa riêng cái thằng này, mình muốn chữ này to lên thì bằng cách nào? À, từ bấm vào một thằng đấy, xong bấm Invader thì anh thích cho bao nhiêu rồi. Đây là anh nhìn. Còn chỉnh được cả góc, các kiểu luôn. Chỉnh được góc. Chỉnh hết. Không có, không có cái chỗ nào trong đấy không cho chỉnh. Đấy, hiện nay là đang chỉ băn khoăn mỗi cái hình ấy. Cho cái logo vào thì hơi bị khó khăn. Không, logo thì đã tìm ra cho nhanh. Bây giờ như này nhá. Không, bây giờ có cái nữa là linh kiện của mình nó có hai mặt. À, tí nữa phải làm cái library đã. Đúng không? Rồi, tí nữa. How to place a picture image into Antium. Thế là nếu có thì sẽ đây này. Để import graphic. Thì bây đấy, bây giờ những cái cách này này, bây giờ mình muốn làm như nào thì là hỏi bọn này thì là nó ra. Hỏi Google. Hỏi ông Google phát những cái đặc biệt đây, ví dụ đây thằng Antium, chính thằng Antium nó cũng là một cái image thì nó làm thế nào? Đấy, thì đây là những cái logo kiểu này. Thì nó làm thế nào đây, thì đây nó hướng dẫn rồi. Đấy. Thằng này thì mấy cái này thì nó luận thôi. Đấy. Thế là thật. Không thì ví dụ như là ảnh trong PCB Antium. Thế bây giờ thằng nào mà muốn đây hướng dẫn chèn logo vào, chúng nó làm được hết mà. Ừ. Có đấy, thì cái đấy nó chỉ là một cái mẹo thôi. Mẹo. Đấy là xong, mình xong phần gọi là thiết kế mạch. Nhưng bây giờ mình có những cái linh kiện đặc biệt. Thế bây giờ thiết kế thư viện. Đấy. Thử cái này. Ví dụ thế, bây giờ anh sẽ thiết kế linh kiện cho cái chân cho cái này. Lấy cái thằng này đi, lấy thằng này thằng mới đi. Thằng đấy thì dễ. À? Thằng đấy thì dễ, thằng này mới khó. Thằng này khó. Thằng này mới là thằng khó, thằng đấy rất dễ vì thằng đấy nó có nó là chuẩn. Nó là chuẩn. Cho nó có cách để làm. Chân nó là chân chuẩn, nó là array. Đấy. Hoặc là VGA array hoặc là shop. Đúng rồi. Thì nó có cách để làm. Bây giờ mình cho luôn vào cái này nhá. Để tạo một cái add new nhá. Xong rồi mình phải tạo hai cái, một là schematic, hai là library. Thì đầu tiên em tạo cho một cái thư viện schematic trước. Anh hoàn toàn có thể cho thêm vào cái thư viện của em. Lấy. Thế nhưng mà đây là mình chỉ làm cho thêm vào luôn đi để lấy cái thư viện đấy. Cho thêm thì rất đơn giản là ép thư viện vào đây, chúng kích nút vào đây mở ra xong là new thôi. Giống như đây đã có rồi, xong anh vào vào plate tool new thôi. Đấy. Ở đây thì mình cái thư viện này, trong đây mình đã có chưa nhỉ? Có chứ, đây cóp cho anh đi. Không, ở thư viện ở trong đây là chưa có đúng không? Thư có viện gì? Trong cái này đang là làm mới đúng không? À, cái này gì? Ừ. Cái này gì? Chưa có. Mà có hay không em không biết. Ừ. Ý thế đi. Có hay không biết. Ok. Bây giờ mình ngồi mình làm nào với component nhé. Thì về đây việc làm mấy cái thủ tục cho đẹp đã. Tool rename. Rename component. Thì cái này của mình là relay đúng không? Relay thế này mình thêm một vài cái đặc tính đi cho nó dễ nhận dạng. 369 9 pin đi. Thế là mình hiểu thế nào thì mình hiểu. Thì mình từ cái relay 9 pin phát là mình ra cái relay này luôn. Đấy. Thế xong bây giờ mình để chân thì cái thằng này thì cái thằng này hơi đặc biệt. Thằng này có một cái chân ở giữa. Thằng này phải xem sơ đồ có sơ đồ nguyên lý không ấy? Có.
bây giờ kiểu gì nó sẽ có tiếp điểm, mình cứ vẽ tiếp điểm trước, 9 chân mình vẽ 90 pin. Đúng rồi, anh cứ vẽ bằng tay đi. Cái này sẽ là chân của mình sẽ là đếm từ 1 đến hết. Thế bây giờ ví dụ mình đẻ chân theo hướng này nhé, mình sẽ đẻ chân theo hướng này là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gì thế. Thì mình sẽ có chân 1. Chân 1 độ dài chân là 30, em hay đẻ 20 thôi cho nó ngắn, tiết kiệm diện tích. Ok. Kiểu gì mà chả có chân 1, 2, 3 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi, rồi, thì anh hiểu rồi. Ok. Thì đây nha, như này nhá. Thì mình sẽ có chân là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 như này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ví dụ thế. Cứ đóng qua cái khung đi, kệ nó, còn chân nó là cái gì không quan trọng. Cái đấy chỉnh sau, mình sẽ tinh chỉnh. Thế xong mình đóng một cái khung vào. Mình đóng một cái khung xong rồi bố trí làm sao cho nó với cái protocol 99 ấy. Nếu mà mình cho khung sau là nó che mất chân. Không sao. Thằng này nó có bị che. Thằng này kệ nó, không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì cả. Đây là nguyên lý mà. Thế cái này nó sẽ che như này. Che như này thì ở trong đây nó sẽ có. Mình chỉ cần cho nó xuống dưới là xong. Đấy, move bring to center back. Thì cái này mình chỉ là EMB. EMB bấm vào đây phát thì cái này thằng này nó tự xuống. Đấy, thì mình cho lên trên như này. Thế còn ví dụ như là làm như này thì nó không thể hiện được cái này là role, vì role ít khi người ta đóng khung trông kiểu như này lắm. Nó phải thể hiện được cái ruột bên trong nhìn nó mới sướng. Đấy, thì thường là chọn cái này, thằng này là không có phin viết gì cả. Đấy, trang spare để tạo thành một cái bao quanh, hoặc là thậm chí là không bỏ cái nâu phin ở đây. Đây. Không phải trên này. Phim color này. Rồi, anh đừng bấm, cái màn hình của em nó cảm ứng. Không, cái này là phim nó có màu. Chắc chắn cái này phim có màu. Đồ nó bỏ đồ nó solid đi. Đấy. Bỏ đồ nó solid đi thì làm được. Thì nó sẽ ra cái này cho mình bố trí làm sao cho nó trông cho nó hợp lý tí là được. Ví dụ như này, xong rồi mình cho cái mấy cái thằng kia nó thể hiện là đối với nhau, thì mình kẻ bằng đường kẻ xong rồi. Cái này là gọi là công tác đây này. Nó có mấy cái thằng này này là trông nó hơi xấu. Một là màu này. Màu này thì mình phải chỉnh màu này. Thứ hai là phải chỉnh cái góc đi này bằng cách là đây này, chỉnh mấy cái này này. Đấy. Bấm cái gì? Bấm cách. Đấy. Space. Thì mình chỉnh sao cho để nhìn cho nó đẹp thôi mà. Đúng rồi. Đấy. Thì ví dụ mặc định là ra đây đi. Đấy, xong bấm ông này ra đây. Làm một ông, xong ông kia copy paste. Thế thằng này thì thường ví dụ mình cho thêm một cái chấm đấy, tròn đó. Tròn đấy, thì cái độ phân giải lúc này vô cùng quan trọng. Như trông như này này, nếu mà sao nó to đùng như này này, thì bây giờ mình phải chỉnh lại độ phân giải này. Thằng này option đâu không, thằng này hiện nay đang snap là 10. Snap 10 mình để snap là 1 thôi. Đấy, visible thì mình để bao nhiêu cũng được, 2 đi. Đấy, thì bây giờ cái thằng này này nó sẽ khác, vẽ khác cho nhanh. Đấy, thì mình bấm vào đây snap bằng 1 bằng 2 gì đấy thì mình cứ gọi là thế, trông nó sẽ rất là nhanh. 3 2 3 3. Đấy, thì bây giờ ví dụ thằng này với thằng chân thì nhìn nó không giống nhau nhỉ, mình đổi màu với thằng này đi để cho nó thể hiện là thằng này là khác. Màu thằng này mình cho là màu đó gì đây, xanh đỏ vàng cam đấy, xanh đỏ vàng cam thì ok. Đấy, thế là đấy, thì khi mà mình nhìn như này rồi, đây ok như này, xong thằng này Ctrl C Ctrl V cho sang thằng này. Đấy, thì mấy thằng này
mấy cái này rất quan trọng nhé, là cái điểm này này là chân, lúc nào chân mình không được phép di chuyển, mình di chuyển tí mình lại phải di chuyển lại mấy kia. Thế tí mình chỉ việc là đặt lại cái ví dụ như này là đây có cuộn dây nữa, đây cuộn dây mình thêm một cái mấy cái vòng một nửa. Cái này cái ở đây, cái ở đây, cái ở đây, đây, cái đây, rồi căn trên căn x mình về. Rồi, thì mình để cái này thể hiện là EMF. Đấy, thế như này thì nó đúng bản chất của cái đây đấy. Đấy, ví dụ này, không bây giờ mình chuyển lại cái này giả nhé. Nhưng để như này là không được. Cái thằng này là 10, mình để 5 được, VCG mình để 10. Đấy, thì bây giờ mình dịch thằng này đi, 5, 10 này. Đấy, thì về sau ấy, cái này mà mình không làm cẩn thận như này thì sau lối nó cứ chéo dây, đấy, lối nó không phải chéo dây mà không bắt được, không nó vẫn chân, bắt được chân nọ chân kia nó nghẹo đấy, nghẹo thế. Đấy, thì như này coi như sơ đồ nguyên lý là xong, đúng không? Lưu nó lại Ctrl S, bây giờ đến lưu vào để đi các cái này SSD một cũng được. Rồi bây giờ tạo ra một cái mới, chuột phải add new PCB library đây rồi. Đấy thì mình tạo ra một cái library như này và mình cũng thêm comment cái này thì tích đúc đổi tên được. Đây là relay 9 pin. Đặt làm sao cho mình dễ hiểu, còn nếu không thì đặt thế nào nhưng mà chung, ví dụ như lúc nãy em đặt cái transistor đấy. Transistor phát là mình dùng cho tất cả họ nhà TO220 đấy. TO220 247. Đây thì bây giờ cái này này, cái này hơi khó. Bây giờ mình đo khoảng được, cách coi như là xong mình kích thước đây giữa hai thằng này. Khoảng cách giữa hai thằng này. Bây giờ cứ đo đi. Thằng này là 7 ly. 7 ly tức là lưới của nó là phải 3.5. Đặt lại lưới. Option. Grid đây này. Đấy, bây giờ mình phải đặt lại lưới chỗ thằng này này. Là 3.5. Đấy là mm rồi. Không phải ly đâu. Mm mét. Enter. Đấy, thì để min thì nó sẽ ra là mình cứ gõ cả mm thì nó vào đây. Như vậy mỗi một bước này sẽ là 3.5. Đấy, thì mình để chân ở đây. Thì chân ở đây mình sẽ cấu hình là cho to bé như nào. Ví dụ cái này là phát là lỗ khoan là ví dụ chấm 1.2. Đấy là 1.2 đấy. Cái này không đến 1.2, cái này chấm 9, cái này 1 là được. Cái này 1 là được, hâu sai. Xong một cái hâu sai, cái này là để một cái để 2.2. 2.2 theo chiều này là 2.2 thì cái này thì thoải mái đi 2.8, còn chiều này 2.2. Đấy. Đấy, 2 chấm cũng được. Ok, đây em paste đây 3 cái. Đấy, 3 cái là xong. Thế bây giờ đến cái thằng này. Đến cái thằng này thì kích thước từ đây đến đây là hiện nay đang là 18. 18 thì hiện nay cái đoạn này là không đúng 18. Đặt lại phát nữa là chuột phải option library option grid. Mình để cái đoạn này là 18. Đặt lại phát thì chắc chắn từ đây đến đây là 18. Mình chỉ cần đặt một phát ở đây thôi. Đấy, kệ nó. Thế xong bắt đầu là copy là chuyển là chuyển về ấy. chuyển về thì bây giờ mình cái chỗ này không phải là tâm nữa, bây giờ mình chọn tâm ở đây. Tâm ở đây thì mình dịch từ đây ra đây, hoặc là lúc nãy mình dịch tí nữa mình sẽ dịch kéo thằng này xuống và lấy thằng này làm đỉnh bằng cái thằng trên này. Như vậy bây giờ mình chuyển về, mình xét cái thằng này này là thằng này mình chỉnh là chân 1, mình chỉnh là chân 1 chẳng hạn nhé. Đấy, thì bây giờ mình edit set different pin 1 thì nó sẽ nhảy về đây. Vậy hai thằng này xong rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái này, bây giờ lại quay về 3.5. Library option
grip. Cái thằng này anh lại để 3.5. Có phải 3.5 nhỉ? Phải đâu, 3.5. Thôi được, cứ ví dụ thế đi. Cứ ví dụ thế nhá. 3.5. Thế bây giờ nó sẽ 3.5. Thế bây giờ mình cái thằng này tí nữa mình sẽ kéo, mình sẽ tí xét đây mình kéo xuống thì lúc nãy mình nghĩ ra mình xét đây cơ. Không. Xong kéo sang cơ. Thì thằng này nó vẫn để được, được. Thế mình để đây cũng được. Thế bây giờ mình phết thêm mấy cái nữa. Là đây một cái. Nhưng mà cái chân như này không được. Xoay nó đi. Xoay thì mình, tốt nhất là mình đặt ngay từ đầu nó dễ. Thì thằng này là 2.2. Thằng này là 2.8. Ok. Đây. Xong xóa thằng này đi. Thế bây giờ mình mới đặt lại chân. Đặt lại số thứ tự. Đặt lại chân ở đây. Chân ở đây phải phù hợp với chân bên này. Đấy. Thì bây giờ tùy. Ví dụ đây là 1, 1, 2, 3 này. Thì đây là 1, 2, 3. Để inspector đây cho nó nhanh. Đấy, thì thằng này đang là chân số 9 đây, 9 đây. Nêm. Nó sẽ là nêm hay gì. Để đây là 1. Ok, đây 1. Thằng này để đây là 2. 2. Thằng này là 3. Đấy, thằng này là 4. Ví dụ thế, nhưng cái này là mình phải xem xét. Mình phải tham chiếu thật chính xác. Đấy, 5. Thằng này là 6. Xong sang đây, thằng này là 7. 8. Thằng này là 9. Đấy, xong bây giờ thì mình lại xét về bình thường. Xét cái lưới về bình thường. Để sau nó đặt cho nó dễ. Cái này là 1.27 đi. Ok. Xong để về sau mình quay linh kiện cho nó dễ. Thì bây giờ mình set reference lại. Edit, set jump reference center. Đấy thì về sau mình quay sẽ quay đúng giữa. Nó không bị nhảy như lúc ban đầu. Đấy. Mình sẽ làm library xong rồi mình quay phát nó nhảy nó chạy bố nó mất khỏi màn hình. Đúng rồi. Thế bây giờ mình chọn cái lớp top. Top layer này, top overlay này. Đấy, bây giờ mình chọn cái này là .3 đi. .5 đi. Để mình tạo một cái đường biên. Cái đường biên này mình cũng phải đo chính xác là từ đâu xuất phát, từ đâu đến đâu, và vị trí tương đối với chân thế nào, vị trí tương đối như nào để ốp vào như này, để khi mà mình sắp xếp chính xác, mình sắp xếp 10 cái dơ le vào nhau, trên này mình xếp cái mép này sát với mép thì về sau mình hàn mép nó cũng sẽ sát vào mép. Đấy thì nó sẽ chuẩn. Đấy thì coi như cái này là xong rồi. Còn bây giờ anh thích vẽ cái hướng dẫn lên đây này để đến lúc mà nhìn cho dễ thì tùy anh vẽ như nào. Đây thì bây giờ anh vẽ lại thế thôi. Đấy, ý là như vậy. Thế là xong. Thế xong thì bây giờ sang muốn cho nó tự động nhé. Lưu thằng này. Cái đấy thì nó là cái lớp gì? Vẫn là lớp này. Top overlay. Cái đấy là phần ghi chú thích. Thế bây giờ sang cái sơ đồ này, anh chỉ việc là ép giúp pin thôi. Thế xong rồi bỏ râu đến cái 9 pin này. Ok. Đấy. Thế là tự nó có rồi. Đấy, chân này này. Đấy. Nhưng 3D này, chỗ này không làm được. Cái chỗ này không làm được 3D. Thì ở trên mạng ấy, nó có một cái hướng dẫn. Anh lên trên mạng cái trang đấy là 3D gì, anh chỉ đơn giản search cho How to thôi mà chả cần phải how to. Anh sẽ 3D Antium. Đấy, library download. Thế là nó sẽ hướng dẫn anh đến một trang web. Nó sẽ hướng dẫn đến một cái trang web. Thì cái trang web này anh chỉ việc download về thôi. Đấy. Làm cái này này. Làm bước này thì anh làm từng bước một. Làm flash. Nhưng mà ở đây nó có hướng dẫn anh. Đây này nó vẽ bên kia. Vẽ bên kia sang. Nhưng mà nó có một hướng dẫn là có một cái trang web để tạo 3D ấy. Webpack to download 3D. Đấy thì nó sẽ cho mình cái.
đây tạo thư viện 3D, ui giời, ngay tạo thư viện 3D cho Andrew này, thì là nó sẽ có hướng dẫn tiếng Việt, bọn tiếng Việt nó nhiều thằng nó hướng dẫn cũng kỹ lắm, đủ dụng. Vâng, đấy thì đây nó có 3D chấm zip các thứ này của em, trong cái đống của em cóp cho các anh cũng có một cái đống thư viện 3D chấm zip. Đây này nó có trang web này, đây 3D Content Center. Đấy, thì vào trong đây mình search có cái gì đào về nó ép vào thì nó có hướng dẫn. Đấy, để nó từng cái mình đã sẵn rồi. Đấy, quá ngon. Từng cái đấy, từng cái gì của cái gì nó có sẵn rồi. Mình chỉ việc là đào về xong ép vào thì cái bọn này nó sẽ hướng dẫn đầy đủ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Đấy, nó sẽ hướng dẫn đầy đủ như này. Nên mình không phải lo lắng gì về cái vấn đề này. Là cách làm clip. Đó là trang 3D Content Center. Anh tìm cái từ này cho nhanh, nó là thư viện 3D Antium. Anh chỉ tìm mỗi thế thôi. Đó. Đấy. Thì mình chỉ xem một chút về đau ở đâu về này và ép vào như thế nào. Thế thôi.